Ok, cảm ơn các em. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái màn hình là một, âm thanh là hai, rồi sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu đúng đúng 13 giờ 30 thì chúng ta sẽ bắt đầu. Thì trước nhất thì tôi sẽ nói với các em ấy là tại vì chúng ta học online cái buổi này chúng ta không kéo dài được. Vì thế cho nên sau khi học được khoảng 1 tiếng thì tôi có thể ngừng lại được khoảng 5 phút, chúng ta nghỉ một tí. Các em nào có nhu cầu uống nước hay là làm cái gì đó thì chúng ta sẽ làm nhanh. Và sau khoảng 5 phút thì chúng ta sẽ quay lại ha. Sau khoảng 5 phút thì chúng ta lại quay lại. Và cái thời lượng mà chúng ta sẽ học sẽ trong vòng 2 tiếng thôi ha, hoặc là hơn chút xíu thôi, chúng ta không thể nào kéo dài quá lâu đối với các em. Thì cái bài á, là tôi đã gửi cho các em rồi và tôi đã nhận được có hai cái câu hai hai em gửi về cái câu trả lời. Hỏi câu hỏi chứ xin lỗi. Có hai em gửi câu hỏi thì có một em thì là gửi câu hỏi thì cái nhóm câu hỏi đó nó rơi vào cái nhóm mà thận nhân tạo, vì thế cho nên chúng ta sẽ để lại sau ha. Còn một em thì chủ yếu là hỏi về cái phần mà các phương pháp mà đánh giá GFA, thì cái phần này là cái phần một trong những cái phần cực kỳ quan trọng mà chúng ta phải nắm, là tại vì nếu mà các tiêu chuẩn mà các em, nếu mà các em mà học ở của đại học y dược á, thì có thể là đã được học cái này vào năm thứ ba rồi. Vào năm thứ ba hoặc là được nhấn nhấn mạnh lại vào những cái năm sau, nhưng mà trong khi đó những cái em mà học ở cái nền tảng của các em không phải ở đại học y dược thì trong trường hợp đó là em sẽ chưa được nghe về những cái này. Chính vì em chưa được nghe vì thế thì em sẽ thấy là lúng túng, mà trong khi đó là nó là một trong những tiêu chuẩn quan trọng xuyên suốt toàn bộ tất cả những cái bài về thận. Tại nếu mà em không có biết đánh giá em không có biết đánh giá chức năng thận thì em không thể nào biết là làm sao em bảo tồn chức năng thận. Và cái thứ hai là em phải biết những cái sai lầm khi chúng ta đánh giá chức năng thận. Và để khắc phục những sai lầm đó thì chúng ta sẽ làm cái gì? Và nếu mà nó có sai thì nó có thể sai do những nguyên nhân nào? Cái này cũng không đơn giản đâu em. Và chính vì vì vậy cho nên là cái bài ngày hôm nay có cái phần đó là cái phần phần mà tôi bổ sung để cho các em, và có thể có em hỏi là về cái GFA mà về phóng xạ thì nó như thế nào. Tôi sẽ nói qua những nguyên tắc chính. Nếu mà em mà quan tâm á, thì có thể trong lúc mà đi lâm sàng em hỏi lại, hoặc là phải phải có giờ rảnh, chứ còn nếu mà cái giờ này mà nói kỹ quá thì nói các em không có hiểu nổi. Em cũng có thể coi cái luận văn nghiên cứu sinh của tôi ở trong Đại học Y Dược. Tại vì trong cái luận văn của tôi đó thì là có một phần nói chuyên về phóng xạ. Đó là một cái phần mà tôi cũng rất là thích, rất là thích. Chuyên về phóng xạ và tất cả những cái kỹ thuật mà đo về về phóng xạ mà chúng ta có, những cái mà chúng ta đã làm được, những ưu và nhược điểm của nó so với lại nước ngoài. Và nơi mà tôi học ở Mỹ là cũng là một trong những cái trung tâm mà người ta đo chủ yếu là về GFA. Chính vì thế cho nên cái phần này thì tôi có thể tự tin để mà có thể sẵn sàng là chia sẻ với các em. Với nhưng mà nếu mà nhiều quá thì sợ cái thời lượng này không có cho phép. Thì nếu mà ngoài hai em đó thì tôi cũng chưa có nhận được một cái câu hỏi nào hết của các em. Thì bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu bài bài học ngày hôm nay ha. Và bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ với thời lượng 2 tiếng đồng hồ ha. Về vì chúng ta có 5 bài mà trong khi đó chúng ta chỉ có 3 buổi, vì thế cho nên chúng ta sẽ cố gắng làm trong ngày hôm nay sẽ nhiều hơn là phần chẩn đoán. Chúng ta sẽ đi qua một phần của điều trị. Đây đầu tiên là chúng ta sẽ đi qua một cái bệnh án mà em đã được đọc rồi. Đây là một cái bệnh án rất là thường gặp ở những cái bệnh nhân nam 30 tuổi chưa từng biết bệnh thận, và hầu hết là những bệnh nhân này được chỉ có khám sức khỏe định kỳ. Và thường chúng ta biết là khám sức khỏe định kỳ á,
thì trong trường hợp đó đó là rất là nhiều nơi người ta không có xét nghiệm nước tiểu. À, cái này là tùy theo cơ quan. Và nếu mà người ta không có xét nghiệm nước tiểu và chức năng thận bằng máu á, nhưng mà lại hầu hết là người ta đều làm có một cái đó là siêu âm bụng. Ha. Và trong lần này thì bệnh nhân có được khám sức khỏe tại một nơi mà nơi này á, người ta có ghi nhận cho bệnh nhân ngoài cân nặng chiều cao có ghi nhận là có bul. Thực tế là không có nhiều đơn vị người ta làm bul đâu. Ha. Ở đây thì là một cái tình huống tôi đưa ra để em thấy rằng là người ta có bul và có creatinine. Ở trong lâm sàng tôi nói rằng là các em trong thực hành nên tập một cái thói quen là làm hai cái này song hành. Tại vì hai cái xét nghiệm này song hành nó sẽ giúp chúng ta ít nhất trong một lần á, là làm và cảm giác tự tin hơn về kết quả này. À, và kèm theo đó thì người ta có một cái kết quả người ta ghi là EGFR CKD-EPI. À, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thử xem những cái xét nghiệm này có nói lên là bệnh nhân này có bệnh thận hay không. À, mà dựa vào đó để chúng ta trả lời. Thì đây là những cái thắc mắc mà ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết. EGFR là gì? EGFR 44 ml phút có nghĩa là gì? Và tại sao mà bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì khi đi khám thận như vậy? Điều đó chứng tỏ là thận phải có một cái cơ chế gì để bảo vệ bệnh nhân. Để làm sao cho bệnh nhân ngay cả khi mà chức năng thận đã suy mà bệnh nhân không có triệu chứng. Và liệu cái suy thận này của bệnh nhân có hồi phục không? À, và câu hỏi mà các bệnh nhân hay gọi là có cách nào để chữa khỏi không? Có thể nào lấy lại những cái phần mà EGFR đã mất không? À, và câu lâm sàng chúng tôi hay hỏi các em là làm sao có thể ước đoán bệnh nhân này có nguy cơ tử vong mặc dù bệnh nhân rất trẻ. Và nếu mà bệnh nhân có phải chạy thận nhân tạo thì khi nào bệnh nhân có chạy thận nhân tạo? Thì cái câu đầu tiên chúng ta hỏi, chúng ta trả lời đó là làm sao biết một người bị suy thận? Thực tế là không bao giờ dựa vào lâm sàng, mà những cái mà chúng ta dựa vào lâm sàng thường thường nó đã quá trễ. Và do vậy, mặc dù là thận có nhiều chức năng, nhưng mà người ta sẽ dựa vào một chỉ số thôi trong thực hành lâm sàng cũng như trong tất cả các nghiên cứu để trả lời là người này có suy thận hay không. À, đó là dựa vào cái khái niệm người ta gọi là độ lọc cầu thận GFR. À, và GFR này là viết tắt của glomerular filtration rate, ha, glomerular filtration rate. Và đơn vị của nó là tính số mà lượng máu, tức là số ml máu lọc qua thận trong một đơn vị thời gian. Và như vậy thì cái công thức tính này em chắc chắn đã được học vào năm thứ hai vào thời kỳ sinh vào lúc mà em học sinh lý. Và tôi xin nhắc lại vì cái công thức này cực kỳ quan trọng không chỉ cho thận mà còn hỗ trợ em những kiến thức cơ bản của thận nhân tạo. À, thì GFA này á, là em nhớ đây là cái công thức. À, thì người ta nói rằng là GFA này là của hai thận. À, và vì mỗi một cái đơn vị thận được gọi là nephron này nó hoạt động độc lập. Vì thế cho nên người ta nói rằng là công thức GFA của cả hai thận sẽ bằng tổng số nephron mà hai thận có được và nhân với lại cái GFA của từng nephron. Và mỗi một cái nephron này nó bao gồm một cầu thận. Thứ hai là ống lợn gần, quai hân lê, ống lợn xa và ống góp. Như vậy đây là một cấu trúc nephron. Và một nephron này nó hoạt động độc lập. Ha. Thì bây giờ cái GFA của một nephron được tính bằng cái gì? À, thì GFA của một nephron sẽ được tính bằng hệ số siêu lọc. À, cái khái niệm này chúng ta biết trong thận nhân tạo. Cái thứ hai nó là dựa vào diện tích lọc. À, và cái thứ ba nó dựa vào áp lực xuyên màng, áp lực qua màng, ha, hay là áp lực xuyên qua cái màng lọc này. Thì tổng của áp lực xuyên qua màng nó sẽ bằng cái gì? À, nó sẽ bằng là thành phần của các áp lực mà các lực này là đây là áp lực thủy tĩnh của ma mạch cầu thận có tác dụng đẩy nước từ tiểu động mạch vào đi vào khoang niệu. À, đây là áp lực của khoang bao mang, bao mang capsule. Đây là cái áp lực thủy tĩnh của khoang bao mang, nó có tác dụng là sẽ đẩy nước từ khoang bao mang vào vào trong lòng mạch. Và cái áp lực này bình thường nó sẽ nhỏ hơn là cái áp lực thủy tĩnh của ma mạch cầu thận. Vậy thì chỉ khi nào mà bệnh nhân bị tắc nghẽn đường tiểu thì cái áp lực này nó sẽ tăng lên. Nó tăng đến một độ nào đó nó vượt quá cái áp lực của ma mạch cầu thận ha, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ thấy bệnh nhân sẽ suy thận do nguyên nhân sau thận. Cái thứ ba, đây là áp lực keo. Đây là áp lực keo của ma mạch cầu thận, tức là albumin trong máu. À, và áp lực này do albumin là chủ yếu và cái tác động của albumin ở trong lòng mạch là nó không được phép đi qua màng lọc. Nó không được phép đi qua màng lọc. À, và chính vì nó không được phép đi qua màng lọc, vì thế cho nên nó sẽ tạo một cái áp lực
Osmotic pressure là có tác áp lực keo làm tác dụng hút nước từ khoang bao man vào trong lòng mạch. Và còn lại là áp lực keo của khoang bao man. Áp lực keo của khoang bao man được định nghĩa bằng zero là vì không có albumin thoát qua. Vì thế cho nên trong trường hợp nếu mà bệnh nhân bị hội chứng thận hư, thì nếu bệnh nhân bị hội chứng thận hư thì chúng ta thấy protein mất qua đây. Mà nếu mà protein mất qua đây mà càng nhiều, nhiều đến độ nó sẽ cân bằng với lại albumin ở trong máu. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ thấy bệnh nhân bắt đầu có xuất hiện cái tổn thương thận cấp. Ha, tức là gần như cái này nó sẽ ngừng, nó không lọc nữa. Đó là lý do mà em sẽ thấy rất là dễ bị suy thận. Và cái phần này là phần cực kỳ quan trọng. Nếu mà các bác sĩ mà làm về thận nhân tạo mà chúng ta không nhớ những cái công thức cơ bản như thế này thì rất khó mà em điều chỉnh các thông số của máy. Và như vậy chúng ta biết rằng là độ lọc cầu thận để đánh giá chức năng thận là cái khái niệm người ta không có dùng chức năng của ống thận, là tại vì ống thận á, chức năng nó mặc dù nó nhiều nhưng mà rất là khó đo đạc ha. Và do vậy á, thì người ta quy định đây là những cái giá trị bình thường của độ lọc cầu thận, hay nói cái khác là GFR, chúng ta biết là 100 đến 130 ml phút trên 1,7 bếp. Cái đơn vị này chúng ta phải nhớ, cái đơn vị này chúng ta phải nhớ vì nó thống nhất trên cả thế giới. Nếu mà người chúng ta, người châu Á chúng ta nhỏ, hay diện tích da chúng ta thường thường chỉ khoảng 1,6 thôi, thì khi chúng ta hiệu chỉnh lên chúng ta sẽ thấy đầy đủ lại. Và như vậy đó là một cái số thống nhất trên cả thế giới. Và người ta thấy là GFR này thay đổi theo tuổi, giới, kích thước cơ thể, hoạt động cơ thể và số nephron. Và người ta nhận thấy là GFR khi mà chúng ta vừa mới sinh ra, thì sau 2 tuổi thì cái người sẽ, cái em bé mà khoảng 2 tuổi á, thì nó ngưng hết. Khi mà trẻ em mà vừa mới sinh ra thì nó bắt đầu ngưng cái quá trình lắp ráp. Quá trình lắp ráp này ở xảy ra ở trong bào thai là sẽ có một cái mầm của cầu thận, nó sẽ lắp ráp với lại cái mầm niệu, và sau đó nó lắp lại với nhau trở thành là một cái nephron. Nhưng mà quá trình này lắp ráp này á, nó sẽ ngưng khi mà em bé nó sanh ra, và sau đó chỉ là một quá trình trưởng thành của các nephron. Và trong cái giai đoạn đầu trẻ em mới sinh ra thì nó đi tiểu rất là nhiều, nhiều lần lắm, nhưng mà từ từ nó hoàn thiện dần, nó bớt dần cái số lần đi tiểu cho đến khi mà nó đạt được cái sự trưởng thành hết của tất cả các nephron và nó hoàn chỉnh ở khoảng 2 tuổi. Và từ 2 tuổi trở đi á, thì em sẽ thấy là nó không có cái quá trình mà được gọi là hoàn thiện nephron nữa. Và ở đây á, người ta nói là nếu mà em sanh một, bất kỳ một người nào sanh ra với một cái nephron là bao nhiêu á, thì số lượng nephron nó sẽ chỉ có giảm dần theo thời gian do quá trình sơ hóa, và do vậy nó sẽ làm cho GFR nó sẽ giảm dần. Và cái tốc độ giảm của nó là khoảng 0,5 đến 1 ml một phút một năm sau 30 tuổi. Tức là nếu mà một người này ở năm 30 tuổi thì cái khoảng là cứ một năm họ mất một nửa hoặc là 1 ml phút. Như vậy là đến khoảng 60 tuổi, 60 tuổi, nếu ở năm 30 tuổi họ là 100 ml phút, thì đến năm 60 tuổi thì họ sẽ mất ít nhất từ 15 cho đến 30 ml phút. Và nếu mà 30 ml phút thì có nghĩa là từ 100 mà xuống 30, mất 30 ml phút sẽ còn 70 ml phút. Và do vậy người ta hay nói là những người lớn tuổi trên 60 tuổi là rất có nguy cơ cao để bị tổn thương thận do thuốc. Đây là cái đường biểu đồ mà người ta đã vẽ dựa vào cái nghiên cứu mà cô ọt mà theo dõi ở Baltimore. Tuy nhiên người ta nói rằng là cái tốc độ giảm này nó không phải ai cũng bị. Em đừng có ngạc nhiên nếu em thấy một cái người 70 tuổi mà chức năng thận hoàn toàn bình thường. Điều này vẫn có ở 1 phần 3 dân số bình thường Baltimore, trong nghiên cứu Baltimore mà cô ọt của Mỹ. Bây giờ làm sao chúng ta có thể đo được GFR? Thì cho đến ngày nay người ta nói là không có một kỹ thuật nào chúng ta có thể đo chính xác được ở người. Không có cái nào hết. Chúng ta có thể đo chính xác GFR ở trên súc vật thí nghiệm bằng cái kỹ thuật được gọi là micropuncture, do tác giả là giáo sư David Harris, giáo sư Barry Brenner. Xin lỗi, em nào mới vô xin tắt micro dùm. Em nào mà mới vô sau thì nhớ tắt dùm micro. Cái thứ hai đó là như vậy là chúng ta sẽ đo gián tiếp qua một cái khái niệm mà hồi nãy là chúng ta có định nghĩa của GFR là lưu lượng máu lọc qua thận trong một đơn vị thời gian.
Bây giờ chúng ta có một cái khái niệm thứ hai đó là clearance. Clearance thì trong trường hợp á, clearance của một chất, à, tức là một chất nào đó dùng để đo clearance, có nghĩa là lưu lượng chất đó được bài tiết thuận qua một đơn vị thời gian hoặc là đã được lọc sạch trong một đơn vị thời gian. Thì trong trường hợp á, chúng ta có clearance của inulin là được gọi là chất, được gọi là tiêu chuẩn vàng để sử dụng để mà đo cái GFR. Và người ta nói cho đến hiện tại thì clearance của inulin thì có tương quan trên 95% đối với lại GFR, tức là nó rất là chính xác. Nhưng mà nhược điểm chính của inulin đó là nó khó tìm và nó phải đun để cho nó đạt một cái độ ấm nào đó. Cái thứ hai, nó là một cái chất từ ngoài chúng ta đưa vào. Vì thế cho nên nó phải truyền sau một thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta mới đạt được một cái cân bằng là nó đồng đều nồng độ ở trong máu, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu đo được cái clearance. Và chính vì thế cho nên trong thực hành lâm sàng thì cái mà chúng ta sử dụng là clearance của nước tiểu 24 giờ. Thì clearance creatinine và creatinine được sử dụng là vì nó tùy thuộc vào khối lượng cơ, nó khá hạn định. Cái phần này em có thể coi kỹ ở trong những cái bài mà tôi đã viết rồi ha. Và trong trường hợp đó, clearance creatinine 24 giờ có nghĩa là nó bằng cái nồng độ của creatinine trong nước tiểu nhân với lại thể tích nước tiểu trong một đơn vị thời gian, tức là ml phút, và chia cho cái nồng độ creatinine ở trong máu. Ha. Thì như vậy thì đây là cái công thức chung để tính cái clearance của một chất. Tương tự, khi em đo clearance của inulin thì em làm cái gì? Thì sau khi mà inulin nó đặt cân bằng ở trong máu thì trong trường hợp đó em bắt đầu tính trong một khoảng thời lượng, ví dụ 6 tiếng đồng hồ, bệnh nhân đi tiểu hứng toàn bộ nước tiểu thì chúng ta sẽ biết là thể tích nước tiểu trong một đơn vị thời gian là 6 giờ hoặc là 6 giờ hoặc là 360 phút. Rồi chúng ta sẽ lấy nước tiểu đó, đó chúng ta đo inulin. Và đồng thời ở cái thời điểm sau mà 6 phút á, thì chúng ta sẽ đo 6 giờ á, thì chúng ta sẽ đo cái nồng độ inulin ở trong máu. Thì vì thế cho nên cái kỹ thuật này á, là được gọi là kỹ thuật mà clearance mà sử dụng nước tiểu và máu. Nước tiểu và máu ha. Thì bây giờ đối với lại dược chất phóng xạ thì có em thắc mắc, cái em này thì cứ thắc mắc kỹ lắm, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà em chịu khó đọc bài á, thì tất cả hầu hết những cái phần người ta đều có giới thiệu về cái này. Thì khi người ta sử dụng chất phóng xạ thì nó ta sẽ khắc phục được rất là nhiều cái phần mà của giống như là creatinine. Creatinine á, thì nó được một cái là sao? Đặc tính của creatinine thì nó hạn định hơn là ure. Người ta không có sử dụng ure ở đây là vì ure nó sẽ được tái hấp thu lại ở trong máu, và do vậy nó làm cho nồng độ của ure ở trong nước tiểu thấp hơn thực tế nếu mà bệnh nhân được uống nước ít. Và do vậy nó làm cho clearance của ure nó sẽ lại thấp. Còn bây giờ tương tự như vậy, chúng ta sẽ dùng chất phóng xạ là cái gì? Khi mà dùng chất phóng xạ thì người ta sử dụng một cái chất để nó phát phóng xạ. Thì ở đây á, là chất phát phóng xạ nó bao gồm có 3 chất là iốt 125, khrom 51 và technetium 99m. Và chất phát phóng xạ này nó sẽ được gắn với một chất, mà cái chất này nó sẽ được lọc qua cầu thận. Và do vậy khi mà người ta sẽ sử dụng cái dược chất phóng xạ bao gồm một cái chất như thế này, nó bao gồm một phần là phát đuôi phóng xạ và một phần nó là dược chất gắn ha. Thì ví dụ chúng ta có iotalamat gắn vào iốt 125, chúng ta có ETA gắn vào chrom 51 và chúng ta có DTPA gắn vào technetium 99m. Thì technetium 99m, DTPA là có ở mọi nơi trên thế giới. Ha, nhưng mà cái này là vì sau khi chúng ta tiêm vào trong máu nó sẽ có một cái tỷ lệ khá cao 10% nó gắn với protein nên nó đo không chính xác. Cái thứ hai là cái chất chrom 51 ECTA. Thì cái nồng độ mà nó gắn ở trong huyết tương thì nó không cao. Nhưng mà chrom 51 với ECTA thì chỉ có được lưu hành ở châu Âu. Nên nếu mà em coi những cái tạp chí của châu Âu, em sẽ thấy người ta nói về chrom 51 ECTA. Riêng đối với lại iốt 125 iotalamat, đây là một cái chất mà
nó rất là đắt và nó rất là chính xác, nó rất là chính xác. À, nhưng mà nó rất là đắt. Một chi phí của một lần làm clearance mà cổ yếu 125 iotalamat là ít nhất là 1.000 đô. À, và cho đến hiện tại thì ở Mỹ người ta chỉ làm cái này thôi. À, và người ta nói là Chrome 51 Hta là không an toàn nên người ta không làm. Technetium 99m DTPA là một cái chất mà cái độ sai của nó quá nhiều nên người ta không làm. Vì thế cho nên nếu mà một cái nghiên cứu nào mà em thấy người ta nói là như thế này, nếu mà người ta đo GFA, em sẽ hỏi là bây giờ anh muốn đo GFA thì anh đánh giá cái bệnh nhân này dựa vào đâu? Clearance creatine 24 giờ, vậy là chúng ta biết là nó cũng có nhược điểm. Nhưng mà nếu mà người ta nói dựa vào dược chất phóng xạ thì chúng ta sẽ phải coi coi dược chất nào. Thì cái dược chất này là dược chất được gọi là tiêu chuẩn vàng. Đây là cái dược chất chính để sử dụng trong cái nghiên cứu MDRD. Mà cho đến bây giờ, lát nữa tôi sẽ nói về nghiên cứu MDRD. À, người ta sử dụng cái dược chất này để đo GFA. Và đây cũng là dược chất để là nền tảng để cấu trúc ra cái công thức ước đoán GFA của MDRD, cũng như là cấu trúc ra cái công thức ước đoán eGFR của CKD-EP. À, CKD-EP. Và nếu mà em coi ở nhiều báo, nhiều công thức lắm, nhưng mà em sẽ để ý là hiếm khi là ai mà có thể duplicate lại những cái nghiên cứu mà người ta sử dụng của Mỹ là iốt 125 iotalamat. Và đó cũng là lý do tại sao những cái công thức mà xuất phát nền tảng của nó gọi là tiêu chuẩn vàng, họ lấy đâu để mà đo GFA, là ví dụ như là nghiên cứu của MDRD hoặc là CKD-EP, là tại sao mà nó được sử dụng rộng rãi như vậy trên thế giới. Rồi bây giờ công thức ước đoán, thì với công thức ước đoán thì chúng ta nói là vì trên thực tế chúng ta có hai loại nghiên cứu, một là clearance creatinine 24 giờ, hai là clearance của dược chất phóng xạ. Thì có em, cái em đó cũng hỏi là bây giờ cái cách đo clearance dược chất phóng xạ là như thế nào, y chang tất cả những chất kia. Cái khó là làm sao chúng ta đo được cái số xung phóng xạ nó thu được ở trong nước tiểu, chúng ta đo được cái số xung phóng xạ đã phát lại ở trong máu, và cuối cùng là chúng ta đo thể tích nước tiểu trong một đơn vị thời gian. Có nghĩa là mọi người đều dựa vào cái công thức cơ bản tính clearance này. Nhưng đối với dược chất phóng xạ là vì nó có bán hủy, vì thế cho nên người ta không phải đo một lần, người ta đo có thể 3 lần là ít nhất, hoặc là người ta sẽ dùng đến 6 lần hoặc 12 lần để người ta đảm bảo độ chính xác. Rồi, như vậy là chúng ta thừa nhận là trên lâm sàng chúng ta có hai cái này. Ở nước chúng ta thì hầu hết chúng ta có thể sử dụng cái này. Còn cái này đối với dược chất phóng xạ thì chúng ta không làm được. Cái mà chúng ta làm được hoặc bệnh viện Chợ Rẫy làm đó là kỹ thuật gamma camera, tức là hứng xung phóng xạ ở bên ngoài cơ thể. À, thì cái này chỉ dùng để đánh giá cái độ lọc cầu thận của từng thận thôi. Thận phải hoặc thận trái, để từ đó để biết được rằng là thận nào có GFA nó tốt hơn. Và cái cách đánh giá mà của bệnh viện Chợ Rẫy cũng như là bệnh viện Đại học Y Dược là một chi nhánh phóng xạ của Chợ Rẫy. À, thì cái cách đánh giá này cho đến ngày nay được cái hội hạt nhân thế giới người ta thừa nhận đó là cách đánh giá chính xác, và chỉ cho phép chúng ta đánh giá chức năng của từng thận để so sánh thận này nó tốt hơn thận kia để ứng dụng trong ghép thôi. Chúng ta quay lại. Như vậy, đối với clearance creatinine 24 giờ thì phải lưu giữ đúng 24 giờ. Đối với clearance dược chất phóng xạ thì ít nhất em cũng phải làm trong vòng 12 tiếng đồng hồ hoặc 6 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là phải có một khoảng thời gian để lưu giữ cái gì? Nước tiểu. À. Và chính vì thế cho nên nó có thể có những sai lầm, và người ta sẽ nói rằng là liệu chúng ta có thể ước đoán, có dùng một cái công thức nào chúng ta ước đoán mà chúng ta không cần lưu giữ nước tiểu hay không? Không cần lưu giữ nước tiểu có nghĩa là chúng ta không cần đo nồng độ cái chất đó trong nước tiểu. À. Mà trong trường hợp đó chúng ta chỉ có mỗi một cái là xét nghiệm ở trong máu thôi, mà chúng ta vẫn có thể đoán được clearance creatinine. Thì người ta nói như sau, mình đoán như vậy, tức là mình dùng vào những công thức ước đoán để làm cái gì? Để khắc phục một cái nhược điểm là các bác sĩ lâm sàng hay sử dụng creatinine đơn độc. À, cái khái niệm mà ước đoán này là để khắc phục cái chuyện đó. Thì tại sao chúng ta không sử dụng creatinine đơn độc được? Thì em nhìn đây,
Đây là clearance inulin của đây là cái thang này nói về clearance inulin là millilit phút này. 180 ml phút xuống còn 40 ml, 140, 180, vân vân. Và ở đây là chúng ta nói đến đó là đường biểu diễn của creatinine. À, creatinine. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ là 1 mg, 2 mg, 3 mg. À, thì tác giả này khi mà ông đưa ra cái này là ông so sánh một cái chuẩn là inulin và cái trong thực hành lâm sàng mà các bác sĩ nói rằng là tôi sẽ gọi bệnh nhân suy thận nếu creatinine nó lớn hơn 1,5 hoặc nó lớn hơn 2, đúng không? Thì ở đây em sẽ thấy là creatinine tương quan một bên là inulin và một bên là creatinine, tương quan nó không phải là một đường thẳng. Tương quan nó không phải là một đường thẳng nha. Có nghĩa là khi mà độ lọc cầu thận giảm, GFR giảm thì không phải là ngay khi giảm đó thì là creatinine tăng. Hay nói cách khác là creatinine là nó không có, xin lỗi, creatinine là nó không giảm ngay ở thời điểm đó. Như vậy vấn đề người ta đặt ra là khi nào creatinine bắt đầu tăng lên, khi GFR giảm, xin lỗi, creatinine tăng. Thì người ta thấy GFR từ 100 xuống 80 rồi, xuống 60 rồi. Em sẽ để ý là ở thời điểm mà GFR còn 60 thì tất cả những con số này nó đều dưới con giá trị bình thường người ta cho là 1,3 cho cả hai nhóm luôn, nam và nữ. Và nếu mà bệnh GFR xuống còn 50 thì rải rác chỉ có hai người thôi là đạt creatinine tăng. Tức là nếu mà con số này dưới con số này thì có nghĩa là creatinine bình thường. Và đó là lý do mà rất là nhiều labo người ta để cái giá trị bình thường ở kế bên á, của creatinine là bé hơn 1,5 là bình thường. Thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và sau đó chúng ta thấy gì? Khi mà độ lọc cầu thận xuống còn 40 thì chúng ta thấy đã bắt đầu nhiều hơn rồi. Chúng ta thấy một nửa ở trên cái đường bình thường và một nửa ở dưới. Như vậy là khi nào là creatinine, toàn bộ creatinine tăng, đây ở đây chúng ta sẽ thấy là khi độ lọc cầu thận dưới 30. Dưới 30 nó cũng có một số ở đây, nhưng mà một khi độ lọc cầu thận dưới 20 ml phút, có nghĩa là không, chúng ta không còn làm gì được á, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy creatinine nó thay đổi từ 2 cho đến 3. Và người ta nói là đường biểu diễn của creatinine theo theo GFR là một đường hyperbole. Nói lên điều gì? Creatinine tăng chậm hơn là cái mức giảm của GFR. Khi độ lọc cầu thận bệnh nhân gọi là dưới 50 ml phút thì bắt đầu mới thấy một số trường hợp creatinine tăng. Hay nói cái khác, bệnh nhân đã mất hẳn một thận rồi. Mất một thận rồi thì mới thấy creatinine tăng. Điều đó chứng tỏ là creatinine không có nhạy. Nhưng creatinine sẽ trở thành một cái xét nghiệm nó rất là nhạy một khi mà độ lọc cầu thận bệnh nhân dưới 30 ml phút. Thì em sẽ thấy khi mà độ lọc cầu thận dưới 30 ml phút thì chỉ cần một chút nhích thôi là em sẽ thấy creatinine tăng rất nhanh. Và lúc đó có đôi khi chúng ta thấy tháng trước là creatinine bệnh nhân tháng trước là creatinine bệnh nhân mới là 3, thì tháng sau creatinine bệnh nhân là đã lên đến 50 rồi, creatinine đã lên đến 5 rồi. Và thực tế là creatinine từ 3 lên 5 á, thì tương ứng với độ lọc cầu thận nó dưới 20 là nó mất không bao nhiêu hết. Và điều đó chứng tỏ là gì? Đường đường biểu diễn này nói lên điều gì? Nó nói lên creatinine không nhạy. Hoặc nó nói lên một ý kiến gì nữa? Nó nói lên là cái khoảng mà quan trọng nhất á, mà chúng ta làm được điều nhất á, là cái khoảng này. Người ta gọi là blind area, là khoảng mù của creatinine. Với nếu chúng ta chỉ sử dụng creatinine thì chúng ta mất thời gian tính. Chúng ta đã bỏ bỏ mất một cái cơ hội mà ở thời điểm này là thời điểm có hiệu quả nhất để chúng ta có thể kìm hãm được bệnh thận tiến triển. Ure thì sao? Tương tự. Ure tương tự. Không khác gì hết ha. Vì thế cho nên người ta nói một câu và trong guideline từ năm 2002 của Kedoki người ta cũng khuyến cáo là bác sĩ lâm sàng không bao giờ dựa vào một cái giá trị của creatinine để so với một cái giá trị nền hoặc gốc của labo để mình nói người này suy thận hay không suy thận. Như vậy chúng ta khắc phục bằng cái gì? Thì trong trường hợp đó chúng ta nói bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng là độ thanh lọc creatinine ước đoán. Thay vì chúng tôi sẽ phải để nước tiểu 24 giờ để đo V,
chúng ta tôi sẽ lấy nước tiểu đó tôi thử creatinin, lấy máu tôi thử creatinin, là tôi lấy U chia nhân với V chia P thì tôi là tôi độ thanh lọc creatinin. Thì bây giờ hai tác giả là Cook Rockwell, đây là hai sinh viên y khoa người Canada. Thì ở thời điểm đó họ đã tiến hành trên 200 hay là khoảng đó là bệnh nhân. Và đặc biệt là nghiên cứu này á, là cái mặc dù so sánh với nhiều nghiên cứu, tôi thấy rằng nghiên cứu này họ mặc hai ông này Cook Rockwell và Gold sau đó trở thành là hai giáo sư về thận học luôn của Canada, rất là nổi tiếng. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy khi mà xem lại công thức Cook Rockwell, tại sao họ lại tốt như vậy, trong khi đó sau đó ngay cả những người đã là giáo sư rồi, ví dụ Gary Yates cũng đưa ra một công thức, Ehrlich đưa ra một công thức mà những cái công thức đó vẫn không bằng công thức Cook Rockwell. Tại vì cái cách mà Cook Rockwell làm nghiên cứu rất là tối ưu. Mỗi một bệnh nhân được đo ít nhất 2 lần clearance creatinine 24 giờ. Nếu mà 2 lần đo mà nó trái ngược, họ sẽ làm thêm một lần nữa. Và ở cái thời điểm năm 1975 chưa có nơi nào làm cái kỹ thuật mà clearance mà đo creatinine bằng PCAT kiềm động hết. Hầu hết là đo bằng Jaffe. À, ngay cả hiện tại mới đây thì Bệnh viện Chợ Rẫy đã đo bằng kỹ thuật PCAT kiềm động, là nó giảm thiểu tối đa những cái sai lầm. Vì thế cho nên ở thời điểm năm 1975 này, nếu mình coi kỹ về kỹ thuật đo thì hai tác giả này đã dùng kỹ thuật tiên tiến nhất, cách làm chỉnh chu nhất để mà đo ở trên 200 người. Thì sau đó, đó thì hai ông làm gì? Thứ nhất là ông đo clearance creatinine 24 giờ của trên 200 người này. Cái thứ hai ông làm một cái phương trình hồi quy tuyến tính để ông tính thử xem nếu mà tôi sẽ sử dụng những cái thông số nào để tôi có thể không cần đến nước tiểu 24 giờ mà chúng tôi vẫn có thể làm được. Thì cái công thức này các anh chị đã biết rồi. 140 trừ tuổi nhân cân nặng chia 72 và creatinine. Nữ thì nhân với 0,85 vì cân nặng của nữ ít hơn nam từ 10 đến 20%, và do vậy tác giả này sẽ lấy cái số chính giữa là 15%, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy là 0,85. Và cái công thức này chỉ có thể xài được ở người châu Á nếu chúng ta phải hiệu chỉnh thêm diện tích da, thì lúc đó cái kết quả chúng ta mới ra mà nó giống với lại nước ngoài. Chúng ta đang cố gắng là sử dụng những cái guideline ở nước ngoài thì chúng ta cũng phải đồng nhất tất cả những cái cách tính của chúng ta và hiệu chỉnh theo cái này. Cái population tức là dân số nghiên cứu mà hai tác giả Cook Rockwell này khi mà ông làm ra, ông không cần hiệu chỉnh. Đó là công thức chuẩn của ông là như thế này. Nhưng mà khi mà cái công thức của người Âu Mỹ mà muốn áp dụng ở người châu Á thì KEDOKI, tức là KEDOKI là một cái khuyến cáo của Mỹ. Người ta khuyến cáo là ở những người châu Á khi mà sử dụng công thức Cook Rockwell thì phải hiệu chỉnh thêm 1,73 mét vuông da. Có nghĩa là cái kết quả mình tính ra được rồi, mình chưa được lấy liền. Chúng ta sẽ nhân với 1,73 và chia cho diện tích ra. Và cái này tôi đã gặp rất là nhiều sinh viên khi tôi làm nghiên cứu ở trên các em sinh viên Y4, đặc biệt là các em nữ. Thì các em này nói rằng là cô ơi sao mà em suy thận rồi hả? Khi độ lọc cầu thận em chỉ có 80 mấy thôi, có em có 7 mấy. Nhưng mà sau đó khi hiệu chỉnh theo cân nặng và chiều cao, thường thường là những em này có cân nặng và chiều cao thì là thấp hơn những cái em khác. Rồi thì chúng ta sẽ vì thế cho nên á, là cái này các anh chị rất là hay lầm ha. Các anh chị thì tính Cook Rockwell, tôi hỏi là các anh chị lấy cái gì để ra cái eGFR này, các anh chị nói dạ em lấy Cook Rockwell, nhưng mà Cook Rockwell chỉ ra được độ thanh lọc creatinine ước đoán, không ra eGFR ước đoán ha. Tại hai cái này nó khác nhau. Tại vì độ thanh lọc creatinine ước đoán là cái này nó chỉ ước đoán độ thanh lọc creatinine và không ước đoán GFR. Và vì độ thanh lọc creatinine, vì creatinine được bài tiết thêm ở ống thận nên độ thanh lọc creatinine nó lớn hơn so với eGFR thực thực sự hoặc là với con số của eGFR. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói là bây giờ chúng ta không, thì khi mà cái nghiên cứu MDRD, đây là nghiên cứu MDRD, thì trong nghiên cứu MDRD thì các anh chị sẽ thấy là người ta nói đến là dùng iốt iotalamat ha. Và ở đây chúng ta sẽ phải so sánh hai cái công thức mà bây giờ trong thực tế lâm sàng chúng ta thấy, và các anh chị rất là cẩn thận với cái này.
tại vì nó sai kinh khủng lắm. À, và tại vì á, có người thì nói là MDRD, à, và ghi đó là à, ghi ghi đó là CKDAP, nhưng mà thực tế cái cách tính là lại sử dụng công thức của MDRD. Tại sao? À, tại vì á, trước đây á, là à, người ta chỉ có cái công thức của MDRD thôi. À, đây là một cái nghiên cứu mà nghiên cứu người ta tiến hành chủ yếu là người ta khảo sát là cái tác hiệu quả của việc tiết chế dinh dưỡng ở trên những bệnh nhân suy thận ha, từ mức độ độ 3 và độ 4 ha, là rất là nặng. Thì trong trường hợp đó, đó người ta sẽ đo mỗi năm người ta đều đo cái clearance và có thu nước tiểu chứ không phải là chỉ có máu, chỉ là máu không thu nó rất là dễ xài. Và hầu hết tất cả những cái bệnh nhân này á, đưa vào nghiên cứu là vì để đánh giá như hiệu quả của cái dinh dưỡng. Vì thế cho nên tất cả những cái bệnh nhân này đều có độ lọc cầu thận bé hơn 60 ml phút. Và sau khi người ta nghiên cứu này xong rồi thì người ta ra cái công thức này. À, cái công thức này để nói lên điều gì? Có nghĩa là chúng ta không có cần để làm cái clearance của iốt-talamat mà iốt 125 iốt-talamat nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn có thể ước đoán được GFR. Và dựa vào cái công thức này, cái này là chỉ có những anh chị nào mà giỏi về toán á, thì sẽ hiểu được đó là cái cách làm là người ta sử dụng á, là tương quan và phương trình hồi quy tuyến tính. Đây là phương trình hồi quy tuyến tính. Thì trong cái tương quan này người ta chỉ sử dụng creatinine, người ta chỉ sử dụng tuổi, người ta sử dụng giới ha. Và theo một cái nữa là cái chủng tộc. Vì thế cho nên trong trường hợp đó khi mà chúng ta ứng dụng cái công thức này là cái công thức MDRD này vào lâm sàng thì chúng ta lại phải có một cái lưu ý là khi ứng dụng lại thì chúng ta phải coi coi cái kết quả này nó sẽ đúng nhất nếu mà bệnh nhân có độ lọc cầu thận mà cái kết quả mà khi mà tính ra đó là bé hơn 60 ml phút thôi. Chứ còn lớn hơn 60 ml phút thì nó ước đoán sai. Bây giờ chúng ta qua cái công thức thứ hai để người ta ước đoán eGFR. À, đó là công thức CKD-EP, là viết tắt của Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. Thì chúng ta lại coi lại. Thì cái nhóm mà làm nghiên cứu mà đối với lại MDRD cũng là nhóm làm nghiên cứu mà người ta mở rộng ra thôi, của Tufts University ở Boston. Thì trong trường hợp đó là người ta sẽ bao gồm những cái bệnh nhân cái này nó đo đạt cũng bằng kỹ thuật này. Và sau đó là những bệnh nhân này bao gồm cả những cái nhóm bệnh nhân có GFR bình thường luôn. Có nghĩa ở đây chỉ có bé hơn 60, ở đây là 60 đến 90 và lớn hơn 90 luôn. Ha. Và với 8 trên 8.000 người, ha, 8.000 người. Và từ đó người ta sẽ ra một cái công thức, em sẽ thấy nó phức tạp hơn rất nhiều so với công thức MDRD. Và nó khác hoàn toàn so với công thức MDRD. Và do vậy á, là nếu mà em áp dụng cái công thức này thì vì dân số nghiên cứu là ở mọi cái giá trị tương ứng của tương ứng xin lỗi em tại vì chắc là battery hết rồi để tôi cắm vào đó. Nào. Bây giờ chúng ta sẽ coi, tại vì cái này là có thể chuyên khoa 2 khi em nghe, chuyên khoa 1 em nghe qua, em chưa làm nghiên cứu bao giờ thì em nghe thì em thấy nó lùng bùng tai là nghiên cứu này, nghiên cứu kia. Mà cái giá trị của nó mình phải biết là nó kết quả nó lấy từ đâu. Kết quả lấy từ đâu và từ cái kết quả đó mà chúng ta mới được ứng dụng lại. Hay nói cách khác, nếu mà chúng ta có công thức CKDAP thì chúng ta có thể ra kết quả GFR ở mọi giá trị và chúng ta report lại, phòng labo report lại. Là ví dụ như ra 80 thì được quyền ghi 80. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái công thức MDRD thì kết quả giả sử em tính cái chỗ kết quả này ra 80 thì em chỉ được phép ghi là lớn hơn 60 thôi. À, thì ở đây là cái công trình mà tôi đã tiến hành đầu tiên ở tại bệnh viện Chợ Rẫy và sau đó tất cả những bệnh viện khác ở trong thành phố như Đại học Y Dược hay là Medic hoặc là một số bệnh viện khác người ta cũng đồng ý làm theo. À, là tại vì là cái người mà trưởng của cái lab mà sinh hóa nó cũng cũng có những cái mối quan hệ và hợp tác và cảm thấy cái này nó rất là hiệu quả.
Và từ năm 2012 thì cái công thức của bệnh viện Chợ Rẫy nó là MDRD. Hầu hết với mọi nơi người ta đều bắt đầu bằng MDRD. Nhưng mà cái công thức của CKD-EP là nó cũng có từ bắt đầu năm 2012 rồi. Nhưng vì nó chưa được vào guideline nên tôi không dám. Và tôi đã có một cái bài báo nói về là chúng ta xài cái công thức nào cũng được mà phải để ý. Nhưng mà sau đó là khi nó bắt đầu đưa vào khuyến cáo, có nghĩa là nó bắt đầu ứng dụng ở trên nhiều nơi trên thế giới và người ta thấy là hiệu quả, thì trong trường hợp đó năm 2018 thì bệnh viện Chợ Rẫy bắt đầu thay đổi là CKD-EP. Và có một cái điểm oái âm tôi phát hiện ra là những cái nơi mà trước đó người ta đã lốt cái công thức là MDRD vào rồi ha, nhưng mà người ta chỉ được thông báo là bé hơn 60 thì họ được ghi cái số thực, và lớn hơn 60 á thì là họ chỉ được ghi là lớn hơn 60. Thì bây giờ họ chỉ có sửa, thay vì cái chỗ trả lời kết quả là MDRD, họ sửa lại là CKD-EP. Ngay cả những cái lab lớn và có tiếng, họ cũng chỉ làm một cái đơn độc ấy, là sửa như vậy thôi, và hoàn toàn họ không sửa công thức. Cái đó là cái kinh khủng nhất mà khi tôi phát hiện ra tôi phải nói chuyện với trưởng phòng lab. Cái đó hoàn toàn sai. Cái nó hoàn toàn sai. Thì ở đây là nói cái chi tiết này ha. Ở đây thì cái công thức này, mặc dù em nhìn vào cái công thức, có một em sinh viên đi 6 nó thuộc luôn cái công thức này, thì tôi phải bái phục, là tại vì tôi nói là thực tế mình không cần dùng. Và cái những cái công thức này là với cái hiện tượng, với cái vi tính hiện tại người ta có thể làm dùng, chúng ta có thể làm được. Và nếu mà cái công thức lốt vô là CKD-EP thì có nghĩa là kết quả được phép công bố giá trị thực. Hỏi cái đó là sao? Thì em nhìn vào đây. Thì nếu mà cái công thức, cái kết quả là eGFR thì em sẽ nhìn. Thì ở đây người ta sẽ khảo sát một cái đường biểu diễn để nói lên cái độ mà tập trung của các kết quả xét nghiệm. Thì nếu mà đối với CKD-EP thì hầu hết nó tập trung ở cái vùng trung tâm, vùng trung tâm. Và cái đường biểu diễn trung bình của nó gần bằng với zero, tức là khác biệt của nó không khác so với chúng ta đo, ngay cả khi đối với eGFR lớn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái công thức MDRD thì nó phân tán hơn rất là nhiều và nó bị lệch, nó bắt đầu bị lệch, rải rác ra rất là nhiều nơi, tức là nó không có trùng khớp với kết quả mà khi chúng ta đo mà độ lọc cầu thận bằng phương pháp mà phóng xạ. Vì thế cho nên nếu mà eGFR lớn hơn 60 thì chúng ta mới được báo cáo là cái số thực. Còn đối với MDRD chúng ta chỉ ghi nó là nó lớn hơn 60 thôi, là vì nó không có thuộc cái mẫu nghiên cứu. Thì hai cái những cái công thức vừa rồi á là nó dựa vào cái chất gì là nền tảng, thì cái chất nền tảng nó dựa vào để tính các công thức ước đoán độ lọc cầu thận hoặc là công thức ước đoán độ thanh lọc creatinine, đó là creatinine. Và cái này á, em phải để ý là nó có nhược điểm khi dùng creatinine. Là ở đây chúng ta sẽ chỉ nói là chúng ta chỉ dùng được creatinine khi mà creatinine này nó ổn. Có nghĩa là không được áp dụng tất cả các công thức này ở bệnh nhân tổn thương thận cấp. Cái câu này là cái câu mà ICU hay mắc lắm. Bệnh nhân này giảm độ lọc cầu thận mỗi ngày, eGFR là mỗi ngày không cần. Chúng ta chỉ lấy creatinine nữa thôi. Nhưng mà tại vì các em có sẵn cái công thức, các em có sẵn cái kết quả này em dài, nhưng mà khi em nói ra người ta nói là vậy là không biết gì hết trơn, tức là không, những cái công thức ước đoán, những cái eGFR không ai nói khi như AKKD, và nó tùy thuộc vào khối lượng cơ. Vì thế cho nên á, nó có những cái người mà khối lượng cơ nhiều, người nào lớn hay là những người nào ăn cái chế độ ăn nhiều protein á, thì nó sẽ làm creatinine cao, nhưng mà thực tế là eGFR nó không giảm. Hoặc là một số bệnh nó liên quan đến tổn thương cơ. Rồi còn cái thứ hai nữa là một yếu tố nữa nó làm bài ảnh hưởng đến bài tiết của creatinine, ví dụ như là các thuốc, hoặc là chúng ta không có thể nào biện luận được cái với cái creatinine khi bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo. Ở đây là có kháng sinh thì ức chế cái creatininase của ruột. Và ở những cái bệnh nhân á, em chúng ta sẽ để ý ở trong này á, là cái mà xét nghiệm có thể ảnh hưởng thì là một số thuốc, ví dụ như là một số thuốc hoặc là bilirubin nếu mà cao quá thì nó sẽ che khuất cái phổ của creatinine, và trong trường hợp đó làm chúng ta đọc sai là creatinine nó cũng cao hơn.
cũng tương tự với lại một số những cái xét nghiệm khác. Và như vậy, vậy thì chúng ta sẽ nghĩ là creatinine được lọc tự do qua cầu thận, nhưng mà creatinine á, lại được bài tiết thêm ở ống thận. Ha. Creatinine á, nó không chuyển hóa, nó không làm cái gì hết, nó không nhưng mà nó lại bị ảnh hưởng bởi khối cơ. Như vậy, bây giờ mình phải tìm ra một cái chất nào mới để nó có thể khắc phục được những cái nhược điểm của creatinine, và từ đó chúng ta sẽ áp dụng những cái công thức á, ước đoán mà dựa vào cái chất nền này, thì đó là cystatin C. Ha. Cystatin C bản thân là, nó là một cái protein nội mạch ha, và nó được sản xuất một cách rất ổn định từ mọi tế bào, và từ đó mà mọi tế bào có nhân, và từ đó từ năm 1985 thì tác giả Krupp đề nghị dùng nó là một cái nền tảng để đo GFR, nhưng mà nó không có lọc qua nó không có lọc qua cầu thận. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ thấy là cái gì? Là chúng ta chủ yếu là chỉ đo được cystatin C ở trong máu thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cystatin C nó có thể, nó lại còn có một cái chi tiết nữa là nó sẽ tăng ở, xin lỗi, nó tăng ở bệnh nhân suy thận đã đành, nhưng một số bệnh khác nó lại tăng. Một số bệnh khác nó tăng, ví dụ như là nhồi máu cơ tim, suy tim, bệnh nhân hội chứng chuyển hóa, Alzheimer, nó có thể giảm xơ vữa phình động mạch chủ, nó có thể thay đổi, tức là lúc nó lên có lúc nó xuống và không ổn định ở những cái bệnh nhân này. Và vì thế cho nên á, KDIGO người ta nói bây giờ nếu mà nói đến cystatin C thì vì chi phí của nó cao, nó không được phổ biến ở mọi cái lâm sàng ở trên thế giới. KDIGO là chủ yếu là nói ở trên thế giới. Vì thế cho nên á, nếu mà nói rằng là cystatin, vai trò của cystatin để đánh giá chức năng thận á, thì người ta chỉ chấp nhận á, là phải đo làm công thức eGFR từ cystatin C thôi, chứ không có nói là giống như creatinine tăng, creatinine giảm. Và bây giờ nếu mà dựa vào cái cystatin C hoặc là vào creatinine thì người ta lại có những cái công thức khác. Đây là một cái công thức mà CKD-EP mà lại dựa vào nền, đó là cystatin C. Cái này chủ yếu là ở nước ngoài người ta làm, chứ ở Việt Nam mình mặc dù có đo cystatin C nhưng nó lại có một cái nhược điểm là không phải ai cũng đo, chủ yếu là làm nghiên cứu là chính rồi. Có tác giả làm có nội trú thì làm nghiên cứu cystatin C, nhưng mà lúc đó kinh phí. Hoặc có một công thức nữa mà cho đến ngày nay người ta khuyến cáo là nên dùng nếu mà anh có khả năng, là vừa dùng cả creatinine vừa dùng cả cystatin C để ước đoán CKD-EP. Như vậy đối với CKD-EP chúng ta có ba công thức. CKD-EP mà dựa vào nền đó là creatinine. CKD-EP dựa vào nền là cystatin máu, và CKD dựa vào nền là cả creatinine và cystatin. Và cũng xin giới thiệu cho các em là vì có những em mà làm nghiên cứu nữa, Cleveland Clinic Research Laboratory ở Ohio, đây là trung tâm kiểm nghiệm creatinine và những cái xét nghiệm liên quan tới liên quan tới nghiên cứu, mà nếu mà em sử dụng nền đó là creatinine thì hầu hết là người ta sẽ dựa vào cái kiểm định của trung tâm này, và yêu cầu đó là yêu cầu bắt buộc. Và nếu mà em muốn nói là nghiên cứu của em hay, em dở gì vân vân, thì ở đây người ta sẽ nói là khi ở đây nó có ba công thức, là cái công thức á, là công thức mà một là màu xanh dương, là chúng ta nói là chỉ dựa vào CKD-EP, dựa vào creatinine. Chứ còn bây giờ mình nói CKD-EP không không á, thì mọi người ngầm hiểu đó là dựa vào creatinine, tại vì chúng ta không có định lượng thường xuyên. Nhưng mà khi nói với nước ngoài thì mình phải nói rõ là dựa vào cái gì. Cái thứ hai chúng ta dựa vào cystatin C, và cái thứ ba đó là chúng ta dựa vào cả hai. Thì điều đó chứng tỏ ở đây á, thì người ta sẽ thấy á, là cái khác biệt giữa cái công thức ước đoán và chuẩn á, là bằng phóng xạ thì nó nhiều hay nó ít ha. Là cái sai lầm, và cái hai là độ chính xác. Thì người ta nhận thấy là cái xét nghiệm mà đối với lại khi người ta sử dụng mà cả hai creatinine và CKD và cystatin C thì nó có độ chính xác cao hơn ở mọi giai đoạn của độ lọc cầu thận ha. Và cái thứ hai là sai lầm của nó là ít nhất khi so với hai cái kia ha. Nhưng mà cái mà chúng ta sẽ phải chấp nhận đó là tăng chi phí, đó là vì chúng ta không phải chỉ đo một cái rẻ tiền là creatinine,
mà chúng ta đang trồng thêm một cái là C13C. Và như vậy thì chúng ta sẽ xem là đây là ứng dụng của cái EGFR này trong thực tế lâm sàng. Thì người ta nhận thấy là đây là em sẽ thấy là nếu nó sẽ có hai nhóm, là một cái nhóm là những cái người mà chức năng thận họ bình thường, EGFR lớn hơn 60 ha. Và đây là số bệnh nhân mà người ta theo dõi khi đến phòng khám. Rồi còn đây là số bệnh nhân mà người ta thấy là có EGFR bé hơn 60. À, đây là cái thời điểm người ta chưa lốt công thức EGFR vào. Và đây là một cái thời điểm giao mùa, và sau đó là cái thời điểm mà người ta bắt đầu trả lời tự động từ phòng sinh hóa cho biết bệnh nhân nào là có EGFR bé hơn 60. Thì người ta nhận thấy là sau cái thời điểm này thì nó tăng cái số lượng bệnh nhân mà đến khám phòng khám thận lên đến gần 70%, mà chủ yếu nó rơi vào cái nhóm mà độ lọc cầu thận bé hơn 60. Tại vì trong trường hợp này, nếu em sử dụng công thức cốc rốc gôn thì em phải ngồi em tính, em mà ngồi em tính, mà trong trường hợp đó chỉ có bác sĩ thận ngồi tính thôi. Còn đằng này chúng ta đã tự động hóa mọi thứ, vì thế cho nên không phải chỉ bác sĩ thận mà ngay từ bệnh nhân cho đến các bác sĩ bất kỳ một chuyên ngành nào, người ta cũng đều ở thời điểm này biết được con số 60 là điểm cắt của suy thận. Và do vậy họ sẽ tăng lưu ý đến cái vấn đề mà chuyển bệnh nhân đến khám, hoặc là lưu tâm hơn trong việc đi tìm nguyên nhân để có thể điều trị. Và bây giờ sẽ có một câu là khi nào chúng ta sẽ dùng GFA, khi nào không. Vì thế cho nên chúng ta sẽ phải để ý là khi mà sự sản xuất creatinine giảm hoặc thể tích phân bố creatinine không đều thì kết quả này không chính xác. Có nghĩa là chúng ta sẽ để ý một số đối tượng mà nếu mà chúng ta sử dụng EGFR này thì chúng ta sẽ chắc chắn là nó không có chuẩn bằng với lại GFR thực tế. Và trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ thấy làm sao? Tại vì đây là những cái nhóm mà đôi khi nó không nằm trong nghiên cứu người lớn tuổi, trẻ em. Ở trẻ em thì nó sẽ phải có một công thức riêng biệt để nó làm nghiên cứu. Là công thức SWOT, bây giờ người ta sử dụng riêng cho con nít. Cái thứ hai là hai cực của cân nặng, bệnh lý cơ cắt cụt chi, liệt hai chi dưới, teo cơ, bệnh nhân ăn chay, bệnh nhân ăn chay trường chắc chắn là teo cơ, creatinine nó sẽ thấp. Bệnh nhân thai kỳ không ai làm nghiên cứu, những cái mẫu nghiên cứu đã làm rồi rất là bé, khoảng 100 ca là bé rồi. Thay đổi chức năng thận cấp tính, suy thận cấp, hoặc là trước khi dùng một số thuốc độc cho thận. Thì cái câu hỏi đặt ra, nếu những trường hợp này không chính xác thì lúc đó chúng ta làm gì để chúng ta biết độ lọc cầu thận? Chúng ta lại quay lại cái cơ bản là đo clearance creatinine 24 giờ. Hay nói cách khác, cơ bản để đo độ lọc cầu thận mà chính quy thì chúng ta vẫn dùng clearance 24 giờ. Những cái mà chúng ta dùng hiện tại toàn là những cái ước đoán. Đoán thì có thể sai. Và như vậy chúng ta phải biết khi nào là chúng ta sẽ xài, và xài sẽ đúng và hoàn toàn chính xác để chúng ta làm việc tiếp. Còn khi nào chúng ta không có xài được nó, chúng ta quay lại cơ bản mà nơi nào người ta cũng có thể làm được. Đó là clearance creatinine 24 giờ. Vì thế cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân 30 tuổi. Ở đây chúng ta sẽ thấy là creatinine là 1,6. Diễn tiến chức năng thận thì chúng ta không thể nào nói ngay từ đầu là bệnh nhân là chúng ta không thể nào nói ngay từ đầu là bệnh nhân là có chức năng thận suy được. Chúng ta nên biết là độ lọc cầu thận thì nó giảm rồi, nhưng mà để mà trả lời bệnh nhân coi bệnh nhân thận này có hồi phục hay không thì em sẽ để ý cái thái độ chúng ta nên làm. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân kiểm tra lại 3 ngày sau, và cái động tác gì chúng ta làm ở đây? Khuyên bệnh nhân uống nước nhiều. Tại sao? Tại vì khi chúng ta thấy tích số giữa BUN bằng miligam trên decilit chia cho creatinine nó lớn hơn 20. Điều đó chứng tỏ là nếu nó lớn hơn 20 thì chứng tỏ là coi chừng bệnh nhân này đang khô. Nếu bệnh nhân này khô thì chúng ta sẽ nói bệnh nhân uống nước, và sau đó 3 ngày sau chúng ta kiểm tra lại và nói là có thể là do bệnh nhân khô. Thì không có ai chấp nhận mình khô đâu, và vì nói rằng là lúc nào tôi cũng uống nước hết, nên là lúc đó em sẽ ra một cái y lệnh là mỗi ngày sẽ uống từ 2 lít rưỡi cho đến 3 lít nước, kể cả ăn canh ăn gì, và chế độ ăn là chủ yếu là lỏng. Và sau đó 1 tuần kiểm tra lại, chúng ta thấy nó lại xuống thêm tiếp nữa. Sau 1 tuần thì chúng ta yên, và sau đó vì sau 3 ngày chúng ta chắc chắn nó không phải là cấp rồi, sau 1 tuần thì chúng ta có thể càng yên hơn là nó không phải là tiến triển nhanh nữa. Sau 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng
Thì trong trường hợp này, những cái thời gian này thì một trong những cái điều mà chúng ta chỉ có cách nói, tức là chúng ta làm yên lòng bệnh nhân, chúng ta yên lòng bệnh nhân đã. Cái thứ hai là giả sử như chúng ta sẽ tìm thử xem nó có cái bệnh lý gì đi kèm không để chúng ta chữa, rồi còn lại là chúng ta có thể chủ yếu là bệnh nhân là theo dõi. Và ở thời điểm 3 tháng là chúng ta đã thấy là creatinine nó đã ổn định, bun đã ổn định, lúc này chúng ta sẽ nói là eGFR chúng ta có thể xài được rồi. Và như vậy bệnh nhân này có thể có eGFR khoảng 46 ml phút, và lúc đó chúng ta sẽ coi lại và chúng ta chắc chắn trả lời bệnh nhân đó là eGFR là 46 ml phút dưới 60, có nghĩa là bệnh nhân này đã có suy thận rồi, đã có suy thận là bé hơn 60. Và do vậy thì là để trong thực hành, cái nãy hồi nãy tôi nói là nó là gọi là một cái story để từ từ mình tưởng tượng. Còn bây giờ những cái step by step mà bình thường chúng ta hay làm là khoan hãy vội kết luận một bệnh nhân nào là suy thận thiệt. Chúng ta hãy phải phân biệt đầu tiên với tổn thương thận cấp. Nếu mà lúc đầu thấy nặng phải cho bệnh nhân nhập viện. Nếu bệnh nhân không có triệu chứng thì hỏi kỹ, kiểm soát các bệnh lý mà bệnh nhân đang có như tăng huyết áp, tăng đường huyết, bệnh lý cấp tính, tiêu chảy, mất nước, thuốc đang dùng. Và như vậy lúc đó chúng ta sẽ ngưng hết toàn bộ tất cả các thuốc mà chúng ta nghĩ. Cái chỗ này thì đòi hỏi các anh chị phải thuộc thôi. Các thuốc mà có thể độc cho thận nó là thuốc gì? Tức là những cái thuốc làm giảm độ lọc cầu thận, ví dụ lợi tiểu là bệnh nhân có dùng không, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể. Và sau đó là khuyên bệnh nhân uống nhiều nước. Nước được gọi là nhiều nếu lớn, ít nhất là phải được 2,5 lít. Và sau đó là sau đó kiểm tra lại. Chúng ta có thể kiểm tra lại sớm, là sớm nhất là 3 ngày thôi. Chúng ta không thể nào yêu cầu bệnh nhân sớm hơn được nữa. Là vì đôi khi bệnh nhân cũng chưa có tác động gì thay đổi, cũng như là mình người ta không uống đủ nước. Không có dễ gì để uống 2,5 lít một ngày đâu. Các anh chị phải cho họ có thời gian và cho thận có thời gian để nó lọc. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ kiểm tra lại creatinine. Và từ đó nó có một cái sai lầm mà các bác sĩ hay mắc. Tức là cứ mọi trường hợp creatinine mà qua cái ví dụ vừa qua cho chúng ta thấy là cứ mỗi khi mà chúng ta thấy độ lọc của creatinine tăng hoặc eGFR giảm là ngay tức khắc chúng ta dựa vào con số đó người ta kết luận liền bệnh nhân bị bệnh thận mãn. Thì cái này trong thực tế lâm sàng tôi lúc nào cũng hỏi các anh chị là bệnh nhân này có bệnh thận mãn hay không, và mỗi người trả lời mỗi kiểu ha. Mà trong đó lại quên một cái chi tiết, đó là bất cứ một cái tổn thương thận nào phải có bằng chứng nha, bằng chứng. Ví dụ như có bệnh nhân nói bệnh nhân các anh chị nói rằng là vì có một cái bằng chứng. Mà cái bằng chứng đó là cái gì? Bằng chứng đó là có thử protein, có protein ở trong nước tiểu. Nhưng mà protein này chỉ thử ở trong lần nhập viện này thôi. Mà trong khi đó mình đòi là 3 tháng. Nên hầu hết các chẩn đoán chúng ta có thể chỉ chẩn đoán được bệnh thận mãn nếu mà bệnh nhân đã có tiền căn, là chủ yếu dựa vào tiền căn thôi. Chứ ở tại thời điểm hiện tại không có gì hết. Và trong trường hợp em chỉ thấy có creatinine giảm, đúng không? Creatinine giảm. Thì tương tự như cái bệnh án, có một bệnh án các anh chị trình, creatinine ở cách đây 3 tháng, lúc đó bệnh nhân vào nhập viện, là creatinine nó là 1,6, kèm theo lần đó cũng có suy tim, cũng có viêm phổi. Chắc chắn là lần đó là độ lọc cầu thận bệnh nhân đã giảm rồi. Nhưng sau đó bệnh nhân không tái khám. Bệnh nhân không có tái khám. Và lần này vô creatinine bệnh nhân vẫn 1,6. Thì chúng ta nói rằng là lần trước cách đây 3 tháng 1,6 mà lần này cũng là 1,6, vậy thì nó là bệnh thận mãn. Không được, không được, không nói được. Tại vì nó có thể hai lần đều là cấp hết và hai lần nó đều phải nhập viện. Và do vậy chúng ta phải có bằng chứng là nó trong vòng 3 tháng này, nhưng toàn bộ các xét nghiệm này phải trong tình trạng bệnh nhân đang ổn định và không có nhập viện, chủ yếu ở ngoại trần. Và sau đó nó có một cái xét nghiệm mà bệnh nhân nói rằng là bây giờ tôi có làm siêu âm, tôi có làm siêu âm và cách đây 4 tháng thì siêu âm này phát hiện ra tôi có một thận thôi. Thì nếu mà siêu âm mà có một thận thì vĩnh viễn là bây giờ nó vẫn có một thận. Và trong trường hợp đó cái bệnh nhân nó là bệnh thận mãn, tôi nghĩ là bằng chứng mà gọi là chắc chắn nhất để nói là bệnh nhân này đó là suy thận mãn là vì nó có là thận bẩm sinh. Thận bẩm sinh chỉ có một thận thôi. Mà nếu mà có một thận là độ lọc cầu thận bệnh nhân đó, nó có thể lớn hơn là 60 nhưng mà chắc chắn nó không thể nào mà về ở bình thường được nữa. Và bây giờ thì là ở đây nếu mà trong trường hợp ghép thận thì cũng thuộc nhóm nhóm bệnh thận mãn thôi, mà trong trường hợp đó em sẽ thêm cái chữ T, transplantation.
Thì đây là cái định nghĩa mới của KDIGO năm 2012, cách đây cũng hơn 11, hơn 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 9 năm rồi. Thì người ta nhận thấy em sẽ để ý từng câu từng lời, và từng câu từng lời này có ý nghĩa. Bất thường về cấu trúc thì đúng rồi, tức là nếu chúng ta thấy xa, bất thường về siêu âm, có thể là bất thường về về cái xét nghiệm mô học, sinh thiết vân vân. Bất thường về chức năng, đồng ý, đúng rồi. Nhưng mà ở đây người ta lại nói đến ảnh hưởng sức khỏe của bệnh nhân. À, đó là vì người ta sẽ loại trừ một cái nguyên nhân mà gây tranh cãi rất là nhiều, đó là tình trạng giảm GFR mà theo sinh lý của người già. À, có một dạo người ta nói vậy thì tức có phải mọi người là bé hơn 60 đều gọi là bệnh thận mãn không, mà chủ yếu là người này đã 80 tuổi rồi. À, mà ở nước ngoài thì cái tuổi thọ người ta cao lắm, tuổi thọ của người Việt Nam bây giờ đã 72 rồi. Thì nói chi đến tuổi thọ của xin lỗi em nào tắt dùm cái micro. Và sau đó thì ở đây người ta sẽ phân loại theo C, J, A. Xin lỗi em nào đang mở micro xin tắt dùm ạ. Dạ cô đang tắt micro rồi cô ơi. Ok, xin lỗi. Nhưng mà hồi nãy có em nào á, em nào vào mở micro á, chắc là tôi tắt lại, tôi tắt micro của em đó đó. Em mấy em kiểm tra lại micro dùm, tại vì rất là khó để mà tập trung nếu mà trong trường hợp các em mở micro. Đối với suy thận cấp và suy thận mãn thì em sẽ để ý như sau. Cả hai á, thì suy thận mãn thì thường thường có tiền căng, suy thận cấp thì không. Nhưng mà suy thận mãn thì hai thận nhỏ, có trụ rộng trong nước tiểu, và cái quan trọng là hồi phục chức năng thận thì chỉ có suy thận cấp có. Nhưng mà giờ này người ta khi mà học qua bài suy thận cấp thì em sẽ thấy là suy thận cấp đôi khi nó nặng quá nó cũng không hồi phục. Còn tất cả những cái biến chứng mà hội chứng huyết cao thì cả hai bên nó đều có hết. Bây giờ là hỏi là xuất mắt toàn bộ thì dễ rồi. À, giờ bây giờ tôi nói đây ở Bắc Kinh là 13%, thì em cẩn thận với những nghiên cứu ở Trung Quốc là vì hầu hết á, là ngoài albumin này, thì người ta còn lấy thêm một cái nữa là tiểu máu. À, thì cái đây là cũng đặc trưng của cái người châu Á khi người ta lấy tiểu máu, và người ta phải chứng minh là tiểu máu này nó kéo dài là vì cái bệnh thận IgA nó nhiều. À, thì người ta thấy là 13. Thì nói chung thì cái tỷ lệ này nó thay đổi từ 12 đến 13. Và trong một cái nghiên cứu mà tôi tiến hành trên 2.000 người á, ở Long An thì cái số này nó cũng vẫn là 12% thôi. À, 12% bệnh CKD. Thì bây giờ đây là cái nghiên cứu ở Mỹ. À, thì trong cái nghiên cứu ở Mỹ á, thì người ta nhận thấy á, là lần đầu tiên người ta cái Nihan Enhan đầu tiên á, thì năm 1991 thì người ta thấy có 10%, và năm 2004 thì người ta thấy có 13%. Thì người ta nói đây là một cái hình ảnh chung của tất cả những cái bệnh bệnh mà community acquired, tức là những cái bệnh lý ở trong cộng đồng nhưng mà không phải liên quan đến nhiễm trùng. Đó là tảng băng mà phía trên là chúng ta sẽ thấy là phần nổi lên chủ yếu nó là giai đoạn 5 khi bệnh nhân đến với chúng ta. Rồi, để trước khi qua cái phần sinh lý thì bây giờ là 2:30 rồi. À, chúng ta nghỉ khoảng 5 phút rồi sau đó chúng ta quay lại. À, cảm ơn các em.
Trước khi mà chúng ta quay lại và làm tiếp tục thì tôi hỏi các em nãy giờ mấy em nghe, mấy em có thấy nhanh quá không hay là chậm quá không? Các em theo có kịp không? Dạ nghe kịp cô, không không có nhanh quá đâu cô. Rồi. À, các em có thắc mắc gì không? Có cần cái gì mà phải nói rõ lại không? Tại cái phần hồi nãy á, cực kỳ cơ bản. Dạ cô ơi, em là bác sĩ Nhã Đoan á cô. Em Dạ, mời muốn em. hỏi cô hai câu. Câu thứ nhất là trong cái công thức ước đoán theo MDRD và CPI á cô, thì họ có nói cái phần sai số có thể do đến từ những cái chủng tộc mà không thuộc về chủng tộc châu Mỹ. Thì không biết là có những cái nghiên cứu của các tác giả châu Á nào đã lặp lại để kiểm lại những cái công thức ước đoán của MDRD hoặc CPI trên người châu Á không cô? À, như hồi nãy tại em nghe không rõ rồi. Em nghe không rõ rồi. Những cái công thức mà CKDAP và công thức MDRD á, thì nó dựa vào chủng là cái gì? Chủng là iốt 125 iotalamat mà vì nó quá đắt nên cho đến bây giờ ngay cả Nhật á, ngay cả Nhật, Úc không có ai làm lại hết. Hiểu không? Đó, nó chỉ có một cái mấu chốt vậy thôi. Và trong trường hợp đó đó là người ta sẽ làm các chủng tộc luôn, tức là Á, Phi, Mỹ, vân vân, tức là người da trắng, người da đen, người châu Á. Nhưng mà thực tế là người châu Á ở Mỹ á, mà trong các nghiên cứu đó thì nó ít lắm, nhưng mà nó cũng đạt được 20%. Vấn đề á, là hầu như em sẽ không tìm thấy một cái nghiên cứu nào mà ra công thức á, mà người ta sử dụng cái chuẩn á, là tiêu chuẩn vàng á, là iốt 125 iotalamat. Đó là lý do mà hồi nãy tôi cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại iốt 125 iotalamat, tại vì đó là cái chất mà cho đến hiện tại là cái tương quan nó tối ưu, nó gần giống với lại inulin. Hệ số tương quan 0,98 lần đó, cao lắm, độ trùng lấp của nó gần như 98%, và nó hoàn toàn có thể thay thế cho inulin. Chỉ có một cái chi tiết là chi phí nó cao quá. Vì thế này không ai mà làm lại nổi hết. Chi phí cao là cái là mọi người là thua hết. Ở Nhật thì khi mà làm nghiên cứu người ta làm cái khác. Vậy thôi ha. Dạ Rồi, cô ơi, bây giờ chúng ta con sẽ cũng được. dạ thôi, chắc là dịp khác em ha. Và bây Dạ. giờ là chúng ta sẽ nói đến cái phần thứ hai. Cái phần này á nó quan trọng chỉ ở một lý do thôi, nó liên quan đến sinh lý. Sinh lý là tại sao người bệnh thận mà lại không có triệu chứng, hay là cơ chế nào để làm cho thận có khả năng bù trừ. Thì ở đây á, xin lỗi vì cái chữ ở trên này, chức năng chính của thận thì bây giờ người ta nói là cái gì? Thường thường là cái này là tôi sẽ hỏi mọi người, nhưng mà tôi có thể nói sơ qua một cái và tôi chỉ để 1 phút thôi cho mọi người suy nghĩ. Thì đây á, là những cái chức năng chính mà người ta hay kể, đó là hiện tượng thải, các chất thải trong cơ thể. Cái thứ hai đó là cái liên quan đến thăng bằng potassium. Cái thứ ba nữa là liên quan tới cái thăng bằng kiềm toan. Thận là một cái cơ quan để nó thải sodium, vì thế cho nên nó góp phần vào việc duy trì cái huyết áp, mặc dù huyết áp là nó còn có vai trò cực kỳ quan trọng của thải nước nữa. Tất cả những bệnh nhân suy thận mà khi mà người ta rối loạn khả năng thải nước, nó đều kèm theo cái tình trạng suy huyết áp tăng. Và nếu mà khi mà em thấy huyết áp nó đang cao cao mà cao ngút trời, mà bây giờ mà khi mà chức năng thận nó hồi phục á, là có những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp ác tính mà cho đến khi chức năng thận hồi phục là nó chỉ còn có một thuốc thôi ha. Còn nếu mà chức năng thận đang suy thì nó có vấn đề. Rồi thận nó tham gia là cái việc á, mà điều hòa máu qua cái việc cái nó tiết ra cái erythropoietin mà nhiều nơi trong cơ thể có thể tiết, nhưng mà thận là một trong những cái nguồn quan trọng nhất. Và cuối cùng á, là nó giúp thăng bằng cái calcium, phosphor cũng như là vitamin D. Bây giờ đây là những chức năng chính. Thì đây là chúng ta nói đến là một người là thận làm những chức năng này. Như vậy tôi hỏi một câu thôi, có thể là một hoặc hai em trả lời. Nếu mà thận bị suy thì chức năng nào là sẽ mất đầu tiên và chức năng nào sẽ mất cuối cùng? Đó là một câu thôi.
Dạ thưa cô, em bác sĩ Trúc Linh à. Mời em. Dạ thưa cô, chức năng thận mà khi bị suy mất đầu tiên là thải ure creatinine, còn chức năng bảo tồn được tối đa đến cuối cùng là cân bằng kali, tại vì trong cơ thể của mình nó sẽ thải kali qua các con đường khác, cho nên là chỉ tăng kali khi mà vào suy thận mạn giai đoạn cuối là em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Linh. Đúng rồi ha. Vì thế cho nên đó là lý do mà người ta sẽ nói là muốn đánh giá chức năng thận, chúng ta không được chờ đến lâm sàng, chúng ta không chờ đến phù, chúng ta không chờ đến tăng huyết áp, chúng ta không chờ đến thiếu máu, là tại vì lúc đó nó đã quá nặng rồi. Đương nhiên phù này có thể do nhiều nguyên nhân khác nữa, chứ không phải chỉ là do rối loạn là suy thận thôi ha. Rồi hoặc là tình trạng toan chuyển hóa vân vân. Mà đó là lý do mà người ta nói phải dựa vào xét nghiệm. Chắc chắn là phải dựa vào xét nghiệm, và hai cái xét nghiệm cực kỳ quan trọng để cho chúng ta tiên đoán được tử vong cũng như là chẩn đoán sớm bệnh thận. Một là hồi nãy chúng ta đã nói rồi, chúng ta không sử dụng riêng biệt creatinine mà creatinine để ước đoán độ lọc cầu thận. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đo lúc nào chúng ta sẽ đo dùng độ, mà đó là đây là hai bộ xét nghiệm cơ bản mà các tất cả các bác sĩ thận ở tại phòng khám lúc nào người ta cũng cũng tiến hành để trong cái tầm soát các bệnh thận. Và có một điều á, ngạc nhiên là khi mà trong nghiên cứu ENHANCE thì em biết là mỗi một lần mà nghiên cứu ENHANCE là nó điều tra tình hình sức khỏe của cả nước Mỹ, thì trong mỗi một lần người ta sẽ điều tra trên ít nhất là khoảng là 20.000 người đến có thể nhiều hơn. Thì trong trường hợp đó khi mà người ta hỏi một câu là bạn có biết bệnh thận không, thì rất là đặc ngạc nhiên, và sau đó người ta mới làm xét nghiệm. Thì hầu hết á, là những cái bệnh nhân thì chúng ta có giai đoạn 1 là màu xanh, thì dưới 10% biết là bệnh thận, mặc dù những cái nghiên cứu cô ọt người ta theo dõi. Giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 3 là chúng ta đã có là độ lọc cầu thận bé hơn 60 rồi. Mà hầu hết á, là mọi người chỉ có 10 người thì chỉ có một người có thể biết là có thôi. Nhưng mà ngược lại, cái giai đoạn mà chúng ta không còn làm gì được nữa, cái này nó quan trọng lắm. Tại vì có những cái mà chúng ta không làm gì được nữa, tức là nó khi nó dưới 30% rồi á, thì chúng ta thấy nó có thể là ở giai đoạn 4 thì hầu hết là bệnh nhân sẽ có biểu hiện triệu chứng. Chính vì thế cho nên là những cái triệu chứng mà những triệu chứng ngay cả khi nó biểu hiện thì người ta chỉ có thể hiểu một cách mơ hồ đó là do tình trạng suy nhược, cái chung người ta gọi là asthenia thôi. Người ta không biết là cái gì. Rồi, vì thế cho nên người ta sẽ thấy là 40 đến 50% bệnh nhân đến với chúng ta nó trễ lắm rồi. Như vậy cái câu hỏi là tại sao nó lại diễn tiến âm thầm? Một, đó là người có bệnh nhưng mà nghĩ đó là bệnh khác. Có bệnh mà nghĩ là bệnh khác, có nghĩa là người ta đến vì tăng huyết áp, người ta đến vì đái tháo đường. Còn người ta đến vì bệnh thận thì thường thường mọi người sẽ đến, em sẽ thấy là một là có bất thường nước tiểu, tiểu máu, đau hông lưng, tiểu khó, tiểu gắt. À, là cái đó là nhiều, thường nó lại liên quan đến bệnh lý ở đường tiết niệu hay là chủ yếu. Ngoài ra là nó có các triệu chứng của suy thận mãn giai đoạn cuối, thì lúc đó đôi khi chúng ta không biết nó là cái gì. Và triệu chứng mà bệnh nhân hay đến nhiều nhất đó là triệu chứng rối liên quan đến rối loạn đường tiêu hóa, đó là một trong những cái triệu chứng nặng của hội chứng huyết cao. Và bệnh nhân ấy, thường lúc đó họ lại đến bác sĩ tiêu hóa nội soi không có thấy cái gì hết. Và trong trường hợp đó là nên, nếu mà thấy bệnh nhân mà hơi xanh xanh có tăng huyết áp thì các bác sĩ nên tầm soát cái bệnh lý bệnh thận. Thì người ta nói là tại sao phải chờ cho đến khi độ lọc cầu thận, thậm chí là dưới 60 nó chưa biết mà dưới 30, dưới 30 ml phút là giai đoạn 4, thì cứ hai người thì có một người mới biết là mình có bệnh thận thôi. Thì người ta nói là nó có hai giả thuyết để giải thích là cái khả năng mà thận có thể bù trừ và hoàn toàn không có triệu chứng. Thì em biết là đây là những cái giả thuyết rất là cơ bản. Một là giả thuyết nephron toàn vẹn của Crick, là nó nói lên chỉ cái giả thuyết này nó rất là đơn giản, nó chỉ nói rằng là nephron á, nó chỉ làm việc nếu mà nó nguyên thôi, tức là cầu thận còn nguyên, ống thận còn nguyên, tất cả các đoạn và mạch máu còn nguyên mô kẽ thì không có vấn đề gì. Có nghĩa là nephron này chỉ hoạt động nếu tất cả các thành phần nó được bảo tồn, và chỉ cần một thành phần bị tổn thương, thì là nephron này nó sẽ ngừng. Em nhớ ha, nó không có bắt buộc là ví dụ như là nó phải tổn thương hết nó mới ngừng, không có. Một thành phần bị tổn thương thì cái nephron này nó không có hoạt động, hoặc là nó hoạt động chỉ một phần nào đó với chức năng của nó thôi. Nhưng mà tại sao mà bệnh nhân lại không có triệu chứng?
Là tại vì á, là người ta thấy nếu mà cái nephron này bị tổn thương thì những nephron khác nó sẽ bù trừ lại. Cái này là ai cũng biết, là vì nó là luật bình thường rồi, cái luật tự nhiên rồi. Khi mà bình thường các nephron là hoạt động một cách độc lập. Nhớ ha, cái chi tiết đó rất là quan trọng. GFR là chúng ta biết GFR của single nephron, của từng nephron một. Nhưng giữa các nephron nó đều chịu một cái áp lực lọc của máu ấy, là áp lực lọc chung. Chính vì thế cho nên nếu mà số lượng nephron bị giảm thì những nephron còn lại nó sẽ là đảm nhận việc của tất cả các nephron này. Ở trong giai đoạn đầu, cái việc phù đệ phì phì đại bù trừ và làm cố gắng đảm bảo chức năng này hoàn toàn bình thường. Ha. Nhưng mà nó sẽ có một giả thuyết thứ hai, đó là giả thuyết tăng lọc cầu thận, tức là glomerular hyperfiltration. Cái giả thuyết này cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng, là vì nó là nền tảng để giải thích tại sao đến một cái giai đoạn nào đó thì hoàn toàn á, là không còn cái chức năng nữa. Thì người ta sẽ nhận thấy là cái hiện tượng phì đại hay là tăng lọc của cầu thận, ha, đầu tiên là cái nephron nó mất, thì đến sau đó là ai cũng biết cái chuyện là mất nephron rồi, ai cũng biết cái chuyện bù trừ rồi, tức là cái chuyện này là cái chuyện của giả thuyết của Bricker. Nhưng mà cái vấn đề tiếp theo á, là khi mà hoạt động bù trừ á, thì nó làm gì? Nó làm tăng cái áp lực lọc ở những cái nephron, những cái đơn vị cầu thận còn lại, hay nói cách khác nó làm tăng áp lực thủy tĩnh của mao mạch cầu thận ở những nephron còn lại. Và chính hiện tượng tăng áp lực thủy tĩnh này quá mức nó sẽ gây ra một cái hậu quả là lâu dần nó sẽ phá hủy màng lọc. Và làm sao chúng ta biết màng lọc bị phá hủy? Bệnh nhân sẽ tiểu ra protein. Tôi sẽ chỉnh lại những cái slide này, à, xin lỗi mấy em là vì chắc là nó ra là cái format là VNE time quá. Mà thực sự nó đúng ra nó phải là aerial. Thì khi mà phá hủy màng lọc cầu thận này nên làm cho bệnh nhân bị tiểu ra protein. Thì khi có tiểu protein thì chuyện gì xảy ra? Thì nó tạo ra một cái phản ứng, đó là tạo ra một cái phản ứng viêm tại chỗ thôi, nó không cần tác nhân bên ngoài. Và phá tác viêm tại chỗ này nó sẽ làm phát hiện ra những cái hóa chất trung gian, nó gây ra hiện tượng tăng sinh, nó gây ra hiện tượng sơ hóa để cố gắng làm lành cái phần nephron bị tổn thương này. Nhưng mà cái quá trình lành của nó thì diễn tiến hoàn toàn tự nhiên, giống như tất cả các bệnh mãn tính khác, là lành bằng cách tạo mô sơ. Em nhớ rồi, suy tim lành bằng cách tạo mô sơ cơ tim. Viêm gan lành bằng cách tạo mô sơ ở gan, nên diễn tiến sau đó là sơ. Và giờ từ đó người ta nói rằng là nếu mà bây giờ mình sử dụng một cái thuốc nào mà nó ức chế quá trình mà làm lành này bằng cách tạo mô sơ, mà hãy làm lành bằng cách tạo cái khác, tạo một cái tế bào cũ của nó, ha, thì trong trường hợp đó thì nó mới có thể bảo tồn được. Thì hậu quả là nó sẽ gây ra hiện tượng sơ hóa cầu thận. Mở đầu nó sẽ là khu trú ở đúng cái vùng mà màng lọc cầu thận nó bị thủng. Từ từ màng lọc cầu thận bị thủng thì áp lực nó sẽ tăng qua những cái nơi khác của màng lọc. Và chính áp lực tăng qua những nơi khác của màng lọc thì lần lượt nó sẽ gây thủng hết rất là nhiều chỗ của màng lọc cầu thận. Nó giống như là khi một cái áo bị thủng, chúng ta sẽ tìm cách vá bằng cách chúng ta nhíu lại. Khi chúng ta nhíu lại thì nó sẽ làm căng những cái phần khác. Thì những phần khác nó sẽ trở nên mỏng hơn. Và nó càng mỏng hơn như vậy thì nó sẽ lại càng làm mất cái nephron. Và khi nephron nó bị mất thì khả năng điều chỉnh cái huyết áp của thận nó sẽ giảm. Và chức năng điều chỉnh giảm thì vô tình chung nó sẽ làm tăng huyết áp toàn thân, huyết áp toàn thân tăng nó sẽ làm tăng lên thêm áp lực lọc cầu thận. Và như vậy nó làm cho cái vòng xoáy này bắt đầu diễn tiến theo hướng là làm cho bệnh nhân vào suy thận. Hay nói cái khác, chúng ta không thể nhìn, không thể ngừng ở cái tác động có lợi là tăng lọc cầu thận, mà chúng ta phải nhìn vào cái mặt thứ hai của hiện tượng tăng bù trừ, đó là hiện tượng tự phá hủy. Và quá trình phá hủy này diễn tiến tự nhiên, không hồi phục. Này, nhớ nha, tự nhiên và không hồi phục. Có nghĩa là miễn làm sao nó đừng có mất nephron thôi. Và đó là lý do người ta nói là tại sao cái người già thì nó mất nephron là mất nephron sinh lý. Mất nephron sinh lý vậy thì nó có giảm độ lọc cầu thận không? Có. Người ta nói ở người già trên 60 tuổi có 20% cái cầu thận nó bị sơ hoàn toàn.
À, và nếu mà người già đó mà nếu mà bị thêm tăng huyết áp nữa thì là nó cái tốc độ nó mất nó nhanh hơn. À, và người ta tìm ra một chất thôi, một chất là angiotensin 2, nó có hiệu quả là tác động lên tất cả những cái phần này và nó làm tăng quá trình phá hủy, làm tăng áp lực lọc, tăng huyết áp, tăng quá trình xơ và tăng cái phản ứng viêm tại chỗ của cầu thận. Và nếu mà chúng ta sử dụng một cái thuốc để ức chế angiotensin 2 thì chúng ta có thể làm chậm lại toàn bộ quá trình này. Phải nhớ là làm chậm lại thôi nha, làm chậm lại quá trình này chứ hoàn toàn chúng ta không có ngưng hoàn toàn. Và vấn đề khả năng làm chậm của chúng ta hiệu quả nhiều hay ít nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố sau đó. À, vậy thì bệnh nhân hỏi độ lọc cầu thận của tôi chỉ còn có 46 ml phút, có phải suy thận không, suy thận này có hồi phục hay không? Muốn đánh giá chắc chắn cái khả năng hồi phục thì thường là người ta dựa vào cái sinh thiết, đó là tiêu chuẩn vàng. À, thì ở đây á, là em sẽ thấy là đây là hình ảnh của một cái cầu thận bình thường. À, thì ở đây chúng ta sẽ có là cấu trúc của cầu thận, ở đây chúng ta sẽ có khoảng niệu, khoang bao man, ở trong này chúng ta sẽ thấy là những cái bao mạch cầu thận và nó có được lọc. À, ở đây là chúng ta sẽ có cấu trúc của một ống thận. À, vùng ống thận này á, là cấu trúc hoàn toàn bình thường. Ở cái này là chắc là nó sơ rồi quá. Ở đây bình thường nè, cái này mới bình thường, cái này nó sơ rồi. À, vậy là đảo lại, chúng ta phải nói về cái bình thường trước. À, đây là cầu thận này bình thường đúng không? Ở đây chúng ta sẽ thấy trong những cái lòng mao mạch nè, đây là những cái mao mạch nó được phân bố vào, nó cắt ngang thôi, em sẽ thấy nó cắt ngang. Và ở đây là em thấy cái ống thận. À, các ống thận này thì em nhìn thấy là đây là cái ống thận gần, nơi mà cái chúng ta gọi là cái thuốc bây giờ nói quá trời là SGLT2 là tác động đến ống thận gần, nó là ống thận gần. Cái đoạn này là ống thận xa, bự hơn tí rồi, mà nó dẹt, nó không phải. À, cái dầu có rất là nhiều như thế này là ống thận, có quai hang lê, có mao mạch quanh ống, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy các ống thận xếp gần như là sát rạp với nhau, là của mỗi một cái cầu thận này nó sẽ có một cái đi ra một cái ống thận thôi. À, và đây là rất là nhiều, đây là cầu ống thận của rất là nhiều cầu thận và nó len giữa là cái ống thận gần và ống thận xa. Rồi. À, nếu mà cái cầu thận mà nó diễn tiến sơ, thì người ta nhận thấy là bắt đầu người ta thấy những cái mô, ở đây là những cái mô này nó đặc lại, thì em tìm thấy cái khoảng mao mạch em sẽ thấy nó không có còn dễ dàng cho em thấy nữa. Cái thứ hai là em nhìn vào ở trong vùng ống thận thì em tìm thì sinh thiết thận á, hay là giải phẫu bệnh thận không đơn giản. À, giải phẫu bệnh thận mà muốn mà đọc á, thì trong trường hợp đó phải có nhiều kỹ thuật nhuộm. Mà kỹ thuật HE thông thường, có bác sĩ hỏi tôi là bây giờ em làm sinh thiết rồi em nhuộm HE em thấy được gì không? Thì em thấy được nhân tế bào. Ngoài ra nếu mà em muốn tìm mô sơ thì em không thấy. À, mô sơ thì trong trường hợp đó em phải nhuộm kỹ thuật riêng để em tìm mô sơ. À, thì trong trường hợp đó ở đây mô sơ nó sẽ bắt màu xanh cho chúng ta. À, cho bắt màu xanh để chúng ta biết à cái này là mô sơ rồi đây. Và chúng ta thấy cái khoảng cách giữa các ống thận này nó đã rộng, đó là vì bắt đầu một giai đoạn thứ hai là ống thận nó teo. Đến giai đoạn thứ ba là em thấy chỗ này toàn bộ là mô sơ, là bệnh nhân vào giai đoạn cuối rất là nặng. Có những cái vùng mà mô sơ nó nhiều đến độ mà nó bóp cái ống thận này nhỏ xíu lại là ống thận teo. Mà ở cái vùng thượng lưu á, thì là nước tiểu nó sẽ bị ứ lại, thì là cái ống thận này nó sẽ giãn lớn ra. Và đôi khi nó giãn lớn đủ để chúng ta phát hiện được trên siêu âm là những cái nang thận nó nhỏ. Và đó là lý do mà khi em thấy một bệnh nhân á, vào cái giai đoạn cuối của suy thận á, đôi khi thấy thận nó có vài nang. À, một hai nang không là gì. Ngay cả khi bệnh nhân chạy thận nhân tạo sau một thời gian chúng ta vẫn thấy có nang thận. À, là thường là những bệnh nhân nào mà còn nước tiểu em mới thấy có nang thận, chứ nếu bệnh nhân đã hết nước tiểu em không thấy gì hết đó. Thì ở đây nó chỉ nói được là thượng lưu và hạ lưu của các ống thận và toàn bộ là xâm nhiễm bởi mô sơ. Bây giờ chúng ta nhìn qua cái cầu thận thì chúng ta không thấy gì hết. Chúng ta thấy còn đây là một mạch mao mạch nè, nó còn hoạt động nè. Rồi chúng ta còn thấy đây là một mao mạch nè, đây là hai mao mạch nè, ba mao mạch còn lại thì chúng ta thấy là nó đặc hết trơn rồi. Nó đặt hết trơn rồi, nó lấp hết trơn rồi. Thường thường đây là cũng là một cái dạng mà sơ hóa là cầu thận, nhưng mà hai bên này là hai kỹ thuật nhuộm khác nhau. À, cái này là người ta có thể nhuộm trichome, còn cái này nhuộm có HE hematoxylin eosin. Hematoxylin eosin chỉ cho chúng ta thấy được cái nhân tế bào,
cho không cho chúng ta thấy được bản chất của cái mô xung quanh cái nhân này nó là cái gì, sơ hay là không sơ, thâm nhiễm hay là không thâm nhiễm. Rồi thì như vậy điều đó chứng tỏ là nếu mà chúng ta vàng á, tiêu chuẩn vàng để chúng ta biết á, là bệnh nhân sẽ phải làm sinh thiết. Nếu mà sinh thiết mà ra mô sơ hết rồi và tùy theo mức độ tổn thương mô sơ nhiều hay ít mà chúng ta biết là cái thận này nó có hồi phục hay không. Và đó là lý do mà đôi khi chúng ta thấy á, là chúng ta phải làm sinh thiết ở những bệnh nhân mà chúng ta không có bằng chứng creatinine trước đó, mà bây giờ creatinine nó cao mà hai cái thận nó vẫn còn to, thì chúng ta sẽ phải làm sinh thiết, nhưng mà phải là người có kinh nghiệm làm sinh thiết, tại vì chúng ta sẽ làm tăng tai biến và tăng tử vong bệnh nhân lên ít nhất là 5 lần. Ha. Vì thế cho nên đến đây thì chúng ta sẽ phải hỏi một câu. Bây giờ có cách nào mà chúng ta biết được rằng là cái thận này nó khó hồi phục hay không hồi phục mà chúng ta đừng có làm sinh thiết? Đừng làm sinh thiết. Sinh thiết là thận đứng teo, thì nó sẽ có một cái là nếu mà hai cái thận teo rồi là chúng ta biết là nó không hồi phục rồi đó. À, hai cái thận teo rồi là chúng ta biết không hồi phục, nhưng mà nó trễ quá, trễ quá. Có cách nào làm sớm hơn nữa mà chúng ta lại có thể biết không? Thì được, chúng ta vẫn phải theo dõi. Thì bây giờ một trong những cách chúng ta thấy đoán được là cái khả năng hồi phục cũng như tốc độ hồi phục, tốc độ bị là chúng ta phải làm một cái động tác là kiên trì theo dõi thay đổi của creatinine hoặc là eGFR. Thì ở đây người ta sẽ có là người ta theo dõi bằng creatinine thôi. À, đây là những cái nghiên cứu người ta rất là cũ rồi, em hiểu không? Nhưng mà những cái nghiên cứu này mặc dù là cái mẫu nó nhỏ lắm, nó không là gì, nó chỉ là quan sát thôi, nhưng mà hầu hết sách vở nào người ta cũng sử dụng, tại vì đây là những nghiên cứu cơ bản nhất mà người ta lại thấy những cái điều á. Ở đây là ông này ông nói rằng là đây là rất là nhiều bệnh khác nhau, rất là nhiều bệnh khác nhau, nhưng mà nó có cái tốc độ suy thận nó khác nhau, nhưng mà nó có một điểm chung là một đường đi xuống. Ở đây là cùng một cái nhóm bệnh nhân đái tháo đường. À, thì cùng là một bệnh, cùng một điểm khởi đầu, nhưng độ dốc khác nhau, nhưng tất cả đều có cùng một hướng là đi xuống. Hay nói cách khác, diễn tiến chung của bệnh thận mạn là không hồi phục theo thời gian. Em đừng nói em xài thuốc gì, à, là lúc nào nó cũng có một diễn tiến thôi. Là ví dụ như năm nay em đo GFA nó là 60, thì không thể nào sang năm GFA nó là 70, rất là khó. Nếu mà giả sử như em đo đi đo lại mà nó là 70 thì điều đó chứng tỏ là cái con số 60 của em lúc đó nó có cái gì sai á. À, đó là lý do mà em cứ phải đo đi đo lại để em biết là cái chúng tôi hay gọi là chức năng thận nền á, chuẩn của bệnh nhân là bao nhiêu. Tôi không biết cái đó khó lòng ta đi tiếp đó. Bây giờ hỏi là có cách nào chữa khỏi không? Thì câu trả lời sẽ là không. Nhưng mà vậy thì chúng ta là chữa là chúng ta chữa cái gì? Chúng ta chỉ làm lợp một động tác là làm chậm lại cái tốc độ nó diễn tiến đến giai đoạn cuối hả? À, thì ở đây người ta nói là cái bệnh thận mãn được chia ra làm 5 giai đoạn, thì các em đã biết rồi ha. À, cái giai đoạn ở đây chúng ta chỉ nói một số giai đoạn, tức là sau khi nó suy thận rồi. À, giai đoạn của bệnh thận mãn là giai đoạn 1, 2, 3, 4, đúng không? À, thì cái này là phân độ cũ lắm này. À, và sau này thì người ta có, à, nếu mà dựa vào cái giai đoạn đó thì người ta nhận thấy là tử vong nó sẽ tăng khi mà độ lọc cầu thận nó giảm. Tăng nhiều hay tăng ít thì em sẽ để ý. À, nếu mà trong trường hợp cái số liệu này là nó rất là nhiều nha. À, thì trong trường hợp đó em sẽ thấy trên 25.000 người làm rất là nhiều nghiên cứu để người ta nói. Đây là tử vong chung và cái này là tử vong do tim mạch. Tử vong do tim mạch lúc nào cũng là nguyên nhân chính. À, nếu mà em thấy ở khi mà độ lọc cầu thận mà trên 60 nó chỉ có 2, thì ở trong trường hợp này là 2 người trên 100 người trong một năm, thì lúc đó ở đây chúng ta sẽ đã lên đến 36 người sẽ tử vong do tim mạch, có nghĩa là nó sẽ tăng gấp 16 lần. À, tương tự như vậy ở trong trường hợp này là tử vong chung, thì ở đây chúng ta chưa được một người, thì ở đến giai đoạn 5 thì là tử vong nó tăng gấp 15 người, 15 lần, tức là trên 10 lần. Và điều đó chứng tỏ là người ta sẽ nói là nói đến tử vong ở bệnh nhân bệnh thận mạn, người ta nói đến tử vong do tim mạch. Nhưng mà cái kết quả vừa rồi chỉ cho chúng ta biết đó, nó là tử vong nó liên quan tới eGFR. À, tức là khi mà độ lọc cầu thận mà càng giảm thì tử vong nó tăng tăng. Nhưng mà khi mà người ta làm một cái nghiên cứu mà nghiên cứu meta analysis trên trên 100.000 người á,
bệnh thận mãn ấy, thì người ta nhận thấy nó có một cái điểm cắt, nó bị gãy đi, tức là độ lọc cầu thận mà 45 thì bắt đầu là nó đổi chiều, em hiểu không? Nó đổi chiều của cái tử vong do tim mạch. Và chính vì thế nên người ta nói rằng là chỗ này phải có tách ra thành hai giai đoạn, tách ra thành hai giai đoạn. Cái thứ hai là bây giờ ngay cả khi GFR bình thường nhưng người ta nhận thấy còn có một cái thông số nữa mà nó liên quan đến tử vong, đó là albumin, tỷ lệ albumin creatinine trong nước tiểu, và bất chấp mọi giá trị của eGFR. Có nghĩa là nếu mà bệnh nhân chúng ta gọi là microalbumin là nó khoảng 30 đến đến 300, còn dưới 30 là nó không có, thì bắt đầu ở thời điểm trước khi có micro là nó bắt đầu tử vong nó đã tăng rồi. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ lấy 30 là tử vong nó đã tăng gấp 2 lần, 2 cho đến gần 3 lần, và nếu mà macro là tử vong nó sẽ tăng nhiều hơn. Rồi bây giờ nó sẽ có hai chuyện xảy ra ở đây với chúng ta. Là bây giờ là chúng ta thấy hồi nãy giờ là chúng ta học về GFR rồi, bây giờ sẽ còn một cái nữa chúng ta sẽ học là nước tiểu. Cái nước tiểu này các anh chị sai kinh khủng, sai rất là nhiều, chỉ vì cái phần nền cơ bản không được xây cho thật là tốt. Thì ở đây người ta sẽ nói đến là nó có nhiều cách để chúng ta thu nước tiểu. Thứ nhất là chúng ta phải lưu giữ, tức là tiêu chuẩn vàng là phải lưu giữ, để khẳng định là phải lưu giữ, thì chúng ta có protein niệu 24 giờ hoặc albumin niệu. Rồi nước tiểu ở một thời điểm là để tầm soát thôi, lấy mẫu bất kỳ. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là để tầm soát, mục tiêu là chúng ta làm cái gì, để chúng ta rà thôi, bệnh nhân này có albumin hay không ở trong một lần chúng ta làm. Thì cái mẫu nước tiểu chúng ta làm ở một thời điểm, đây là các giá trị bình thường của nó. Và các anh chị sẽ để ý là giấy nhúng của mình á, mà nếu mà nó gọi là một cộng cho đến nhiều cộng là bắt đầu là nó nặng lắm rồi. Nhưng mà để khẳng định thì bắt buộc chúng ta phải làm nước tiểu 24 giờ. Thì ở đây chúng ta có protein trong nước tiểu 24 giờ hoặc albumin trong nước tiểu 24 giờ. Đây, cái bảng này các anh chị phải chịu khó học thôi, chứ cũng không biết nói làm sao. Và từ đó thì người ta mới, bảng này thì các anh chị đã nghe rất là nhiều hội nghị người ta nói, là một bên á, là GFA người ta phải có một cái điểm tách ra ở cái chỗ điểm này, điểm tách ra ở chỗ này. Và còn đối với albumin á, thì người ta sẽ phải có albumin A1, A2, A3. Xong rồi có người nói với tôi, dạ thưa cô, ở nơi em không làm được albumin. Đây là một cái tình huống xảy ra ở trên cả thế giới chứ không phải ở chúng ta. Và trong trường hợp đó em có thể sử dụng cái tương đương của tỷ lệ protein creatinine ratio. Rồi em lại nói, thưa cô, ở em không đo được creatinine trong nước tiểu, thôi đành thua rồi, chúng ta lại dùng giấy nhúng. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ để ý nó sẽ có một cái overlap của vết cũng như là một cộng, một cộng ở đây, và đối với lại giấy nhúng. Bây giờ là có em sẽ hỏi là khi nào là em sẽ làm albumin, khi nào em sẽ làm protein. Thì em nhớ albumin niệu em sẽ chỉ làm nếu mà em ở trên một những đối tượng có nguy cơ cao, ví dụ như cái người đái tháo đường, cái người suy tim, hay là cái người có bệnh thận em đang muốn theo biết là em tìm, tại vì nó nhạy quá ha. Thì mà em làm giấy nhúng nó âm tính, em làm giấy nhúng nó âm tính, thì lúc đó em sẽ định lượng ha. Thì em không biết là nó thật sự là âm tính không, tại vì giấy nhúng nó chỉ dương ha. Khi mà em có cái protein niệu mà nó nằm ở ở A3 thôi thì chắc chắn nó dương cho em ha. Chứ còn nếu mà không thì em sẽ phải thử những kỹ thuật mà nhạy cảm hơn. Albumin là nhạy nhất, xong rồi đến protein, định lượng, xong rồi đến là giấy nhúng. Nhưng mà ở đây em sẽ thấy hướng dẫn người ta không có xài chỉ có protein, người ta đề nghị là PCR, protein creatinine ratio. Mà trong thực hành lâm sàng bình thường chúng ta làm có mỗi protein không, thế mới chết chứ. Chúng ta có làm có tổng âm tính nước tiểu không, nó lại mệt nữa rồi. Vì chính vì thế cho nên nếu mà thực hành lâm sàng hàng ngày chúng ta không có chịu thay đổi. Và em đừng có nghĩ là đo creatinine ở trong nước tiểu này là khó, rất là đơn giản. Nếu mà chúng ta có được kỹ thuật đo creatinine trong máu, chúng ta hoàn toàn đo được creatinine trong nước tiểu. Với một điều kiện chúng ta phải làm thêm một công đoạn pha loãng. Nhá, pha loãng nước tiểu đó.
Nếu mà cái máy mà nó không có in được thì chúng ta phải đành pha loãng bằng tay. Còn nếu mà máy mà tự động thì nó sẽ pha loãng cho chúng ta. Cái này chắc chắn là chúng ta đã biết rồi và nghe rất là nhiều. Nhưng mà thực tế là trên lâm sàng nó mang tính chất nghiên cứu nhiều hơn. Và nó cho mấy em là tiên lượng tử vong. Có một cái tôi để ý mấy em, nói với em để ý là cái số 1 ở trong đây là số lần người đó khám trong một năm. Số lần người đó khám trong một năm. Tái khám trong một năm. Và cái màu tương ứng với lại nguy cơ tim mạch. Là cái màu này là nguy cơ tim mạch rất là cao, tim mạch cao, tim mạch trung bình hay nhẹ hoặc là ít. Cái này là em đã biết rồi. Bây giờ cái này là đến diễn tiến và biến chứng. Cái hình này thì nó có từ lâu rồi, cái gốc của nó là từ năm 2002 và sau đó 2012 người ta vẫn sử dụng lại. Thì ở đây em sẽ phải nhìn rất kỹ cái hình này em mới để ý. Thì cái hình này á, là chỗ này chúng ta sẽ thấy mũi có hai mũi tên hai chiều, chỗ này mũi tên hai chiều, chỗ này mũi tên hai chiều, nhưng mà cái chiều ngược lại á, nó bắt đầu mờ dần. Chỗ này á, là mũi tên hai chiều nhưng mà chiều ngược lại đã mờ dần và cái chỗ này là không có chiều ngược lại. Đó là một. Cái thứ hai là chúng ta để ý mũi tên, chỗ này mũi tên chấm chấm nhưng mà nhỏ và nhạt, cái này mũi tên chấm nhiều hơn. Mũi này mũi tên đậm hơn và càng dưới thì là càng đậm. Điều đó chứng tỏ là gì? Đó là cái tần suất mà nó xuất hiện các biến chứng này nó sẽ liên quan tới mức độ nặng. Và cái con đường mà bệnh nhân đi ấy, mà một khi vào suy thận rồi ấy, là họ có thể đi bằng con đường biến chứng để đi đến end of life là tử tử vong. Nhưng mà chỉ từ khi độ lọc cầu thận bắt đầu giảm hoặc từ khi mà thận đã bị tổn thương thì cái con đường này nó đã bắt đầu được mở ra rồi. Con đường này là chắc chắn nó đã được mở ra từ khi có thận tổn thương. Còn cái người nguy cơ thì chưa chắc, có thể thôi. Điều đó chứng tỏ là chúng ta ngoài có một con đường người ta đi đến tử vong, bệnh nhân còn có thể có một con đường tắt nữa để họ đi đến tử vong bằng cách là họ sẽ đi qua con đường biến chứng. Như vậy diễn tiến vào biến chứng thì chúng ta lúc nào cũng phải đi nhớ đến hai đường. Một con đường mà chúng ta phải ngăn là cho nó đừng có đi đến suy thận nặng, và con đường thứ hai chúng ta phải ngăn là đừng có để nó xảy ra biến chứng. Hay nói cách khác, ngoài cái việc chúng ta chẩn đoán bệnh thận mãn, chẩn đoán giai đoạn, chẩn đoán nguyên nhân, đúng không, ước đoán tốc độ bây giờ nó đang là nằm ở giai đoạn nào, chúng ta phải làm luôn một cái động tác là từ khi mà nó đã có tổn thương rồi là phải đi tìm biến chứng. Như vậy là những cái biến chứng nào nó có thể tìm mà thường tìm, và người ta nhận thấy cái hình này chỉ nói là một điều thôi, là tần số biến chứng, số lượng mà biến chứng nó xuất hiện nó gia tăng theo khi mà độ lọc cầu thận nó càng ngày càng giảm. Cái này em đã biết rồi. Và số lượng biến chứng thì nó tăng dần 1, 2, 3, 4. Ở càng xuống dưới này thì em sẽ có 4 biến chứng. Còn ở phía trước này là em không có. Và bây giờ một trong những cái người ta quan trọng mà người ta lưu tâm nhiều nhất ở cái người bệnh thận mãn, đến nỗi người ta phải nói một câu. Chỉ cần chẩn đoán bệnh thận mãn thì đã xem là nguy cơ cao nhất của bệnh tim mạch, bất kể người đó có nguy cơ kinh điển của bệnh tim mạch hay không. Câu đó đó ha. Cho nên bây giờ mà cái câu đó không phải là bác sĩ tim mạch phát biểu mà là do bác sĩ thận phát biểu. Nhưng mà khi mà họ phát biểu như vậy, cái số lượng evidence của họ, em sẽ để ý những nghiên cứu của thận đó là cái population của nó bé lắm. Và nó đã được phát biểu từ năm 2002. Nhưng mà sau đó là các nhà tim mạch lại đi phát biểu và lúc này thì mọi người mới nghe. Thì lúc đó mà khi mà mình nghe thấy thì mình thấy là ô mừng quá. Tại vì bác sĩ thận phát biểu thì không ai nghe, nhưng mà bác sĩ tim mạch phát biểu thì rất là nhiều người nghe, là vì khối lượng mà bác sĩ chuyên về tim mạch nó rất là nhiều và cộng đồng quan tâm rất nhiều về bệnh tim mạch. Và cái tiếng nói của bác sĩ tim mạch rất là mạnh. Lúc nào người ta cũng nghĩ bác sĩ thận, ồ anh chỉ lo chạy thận nhân tạo thôi, anh đâu có làm được cái gì đâu. Vậy thì một khi người ta nói là bệnh lý tim mạch, và bây giờ hầu hết tất cả các nghiên cứu người ta lại nói một câu là nếu mà chúng ta nói là chúng ta nói là bệnh nhân đó là bị bệnh thận, mà bệnh nhân nó vừa bệnh bảo một cái thuốc nào đó vừa bảo vệ thận mà vừa bảo vệ được tim mạch, vậy thì nó chặn được hai đầu, đúng không, nó chặn một cái đầu là diễn tiến đến suy thận,
nhưng mà nó còn chặn thêm một cái đầu nữa là diễn tiến đến biến chứng mà làm cho tử vong. Vậy thì người ta thấy là trong một cái bài mà tôi nói báo cáo ở trong cái hội nghị tim mạch toàn quốc, thì trong trường hợp đó thì phải nói về biến chứng tim mạch ở bệnh nhân bệnh thận mãn, thì người ta nhận thấy bệnh thận mãn nó có thể gây ra bệnh tim mạch qua những cái cơ chế nào. Nó chỉ cần giảm thải nước, tăng huyết áp, thiếu máu là đã đủ gây ra tình trạng là tăng cái co bóp của cơ tim, gây ra phì đại cơ tim, sau đó đi đến một quá trình tổn thương cơ tim một cách diễn tiến tự nhiên, sơ hóa cơ tim và từ từ dẫn đến suy tim. Và còn một cái nữa là nó còn có một cái quá trình mà nó gây ra hiện tượng xơ vữa, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân mà có bệnh lý mà hội chứng thận hư, hoặc là những bệnh nhân có rối loạn canxi phosphor mà mình điều trị không đúng thì nó sẽ gây ra hiện tượng là vôi hóa hệ thống mạch máu, tức là vôi hóa ngoài xương. Và những cái mạch máu nó có thể bị ngẫu nhiên ở mạch vành, nó có thể bị ngẫu nhiên ở mạch máu ngoại biên, và do vậy nó đã gây ra những cái tổn thương cuối cùng là nó có thể gây ra tổn thương ở chi, tổn thương mạch máu lớn. Và cái hình này nó đã cũ lắm rồi, là từ xưa người ta đã biết là ngay cả khi mà bệnh thận mãn mà nó diễn tiến đến giai đoạn cuối thì hiếm khi nào ở giai đoạn này mà em không thấy bệnh nhân có kèm theo suy tim. Xin lỗi mấy em. Vì thế cho nên bắt buộc phải đi tìm thôi ha, bắt phải đi tìm. Rất là xin lỗi là vì cái sai này nữa. Và như vậy thì cái câu này là cái câu phát biểu ngược lại, và trong câu hồi nãy tôi đã phát biểu rồi, và trong đó người ta lại giải thích tại sao những cái bệnh nhân mà bệnh thận mãn lại có nhiều bệnh lý của tim mạch như vậy. Đó là vì ngoài những nguy cơ kinh điển, người ta còn thấy những cái nguy cơ khác nữa có liên quan. Ví dụ như là tình trạng đặc biệt, đó là tình trạng là cái gì? Tăng hoạt tính hệ renin, quá tải tuần hoàn, giảm thải muối, giảm thải nước, thiếu máu, suy dinh dưỡng, vân vân. Cái slide này rất là hay để nói lên một điều gì, là để chúng ta coi là chúng ta tiên đoán trước các bệnh nhân của chúng ta. Thì ở đây người ta sẽ khảo sát cứ 1.000 người, 1.000 người thì người ta theo đây là cái nhóm không có bệnh thận mãn, đây là mọi bệnh nhân bệnh thận mãn giai đoạn 1, 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, 5. Thì ba cột là tương ứng với 3 năm khác nhau. Thì chúng ta thấy hình như là nó có khuynh hướng từ 1, 2 cho đến 5 là nó cứ tăng dần. Và như vậy chúng ta sẽ thấy vào năm 2012 thì cứ 1.000 người, 1.000 người thì sẽ có 1.000 người nhập viện do mọi nguyên nhân. Hay nói cách khác, ở giai đoạn một khi bệnh nhân vào giai đoạn 4 năm rồi thì 1.000 người sẽ có 800 người phải vào viện. Nhiều lắm, nhiều lắm. Như vậy chúng ta vào viện làm gì? Vào viện về nhiễm trùng ha, vào viện về nhiễm trùng là một trong các yếu tố đó. Ví dụ ở giai đoạn 4 năm thì cứ 1.000 người ha, thì ở đây em sẽ thấy là có khoảng 200 người là nhập viện vì nhiễm trùng. Người ta có thể vào viện vì các biến chứng khác nữa, nhưng mà bệnh thận mãn nó sẽ là một trong những bệnh lý mà nó có thể kèm theo những cái biến chứng ngoài tim mạch và tăng cái tử vong của bệnh nhân, và kèm theo nó là bệnh nhân có thể nhập viện vì những biến chứng khác, đặc biệt nó vào giai đoạn nặng. Do vậy là phải tầm soát sớm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là phần điều trị. Trong lúc tôi mở slide thì các em khác có, các em nào có câu hỏi gì đối với phần này không? Không có ha, vậy thôi chúng ta đi tiếp điều trị. Bây giờ mục tiêu điều trị bệnh thận là gì? Thì ở đây tôi ghi ra là có 5 mục tiêu, đúng không? Thì mục tiêu này nó sẽ tùy thuộc vào cái đầu tiên đó, em nhớ là như vậy, em phải nhớ một chi tiết thôi, là những cái chúng ta không có cure, tức là điều trị mà lành hoàn toàn bệnh thận mãn. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể là slow down, tức là chúng ta có thể làm chậm được diễn tiến của bệnh thận giai đoạn cuối. Và cái slow down này không phải là lúc nào chúng ta cũng áp dụng được cả năm cái này đâu, và cái này nó chỉ nói chúng ta là nó khác biệt tùy thuộc vào giai đoạn chúng ta đã chẩn đoán bệnh thận mãn, chúng ta đã chẩn đoán giai đoạn, chúng ta đã chẩn đoán mức độ sơ hóa, và cuối cùng là chúng ta đi đến cái cuối cùng.
là khi mà cái thận nó chết hoàn toàn thì chúng ta sẽ làm gì với nó. Thì mục tiêu của điều trị ấy là, một là chúng ta phải chặn đứng cái bệnh căn nguyên, cái này là cực kỳ quan trọng, nhưng mà cái này không phải giai đoạn nào chúng ta cũng áp dụng được. Thứ hai, chúng ta phải điều trị tất cả những yếu tố mà làm cho độ lọc cầu thận làm giảm cấp tính. Và những yếu tố này nếu chúng ta phát hiện được thì nó có thể làm cho độ lọc cầu thận hồi phục. Và cái này bắt buộc phải làm, bắt buộc phải làm, bắt buộc phải nghĩ đến, đó là vì lý do đạo đức. Em có thể nghĩ sai, mình có thể đoán sai vân vân, nhưng mà không có bao giờ mà phải từ bỏ, tại vì đó là cơ hội để thận hồi phục. À. Và không bao giờ nói là ô độ lọc cầu thận còn có 30 à, thôi đi ghép đi. À, có người nói vậy ha, mà đi gặp luôn cái nhóm ghép, cái xong rồi sau đó lại gặp lại tôi nói trời ơi cái này mà ghép cái gì. À, sau một thời gian điều trị thì nó lên lại 45, thì đâu có ghép gì đâu ha. Cái thứ ba là làm chậm tiến triển sau khi mà mình chắc chắn là không còn cái gì gọi là cấp tính. Và cái cấp tính này nó có thể xảy ra bất cứ thời gian nào, tại vì em đang điều trị một cái bệnh mà nó diễn tiến theo năm. Một bệnh nhân mà bệnh thận mãn họ sẽ đeo theo em gần như là suốt đời sống của họ. À, tôi có bệnh thận một bệnh nhân mà tôi theo dõi tính như bây giờ là từ lúc mà nó chưa có vợ cho đến lúc nó có vợ, xong rồi nó có con, rồi đến lúc con đầu lòng, xong rồi con thứ hai. À, giờ vẫn theo dõi tiếp, tại vì sao, là nó có thể bị đe dọa ở bất cứ thời điểm nào. Và tôi nói là trời ơi chắc là vài năm nữa thôi, chứ tôi chết thì ai theo dõi cho nó. À, thì bây giờ tôi lại phải đang huấn luyện lực lượng để tiếp tục theo dõi cho những bệnh nhân này, rồi điều trị làm chậm đến giai đoạn cuối. Và cuối cùng nếu mà nó đã đến rồi giai đoạn cuối rồi, nó nặng rồi, vậy thì mình phải biết cách mà điều trị, tầm soát và điều trị biến chứng của nó. Cái này rất khó, cái này khó, và bệnh nhân nguy cơ tử vong rất là cao nếu mà chúng ta không có phương tiện để theo dõi và đánh giá hiệu quả của điều trị giai đoạn này. Vì thế cho nên muốn thử thách á, mà à, cái điều trị này á, là em phải nắm rõ. Hoặc là đôi khi á, là vì bệnh nhân nói là tôi không có tiền để chạy thận, thôi bác sĩ cứ làm đại đi, à, bác sĩ cứ chữa nội khoa cho tôi đi, và phải biết điểm dừng của cái giai đoạn này. Và cuối cùng là điều trị thay thế thận, là lúc đó chúng ta sẽ qua. Thì đây là một trong những cái chiến lược mà điều trị, à, mà thường thường á, là cái câu hỏi á, mà gọi là giữa kỳ là tôi hay hỏi cái câu này. Anh chịu khó học học cái bảng này ha. Cái bảng này thì nó cũ rồi, à, mà nó nằm trong bất kỳ các sách giáo khoa nào em cũng đều thấy. Hay nói cái khác đó là ở đây người ta sẽ nói là chúng ta sẽ làm gì, thì cái mà chúng ta làm nó tùy theo á, là bệnh nhân ở giai đoạn nào và hoàn toàn nó phù hợp. Và cái vấn đề quan trọng là giai đoạn sau thì tiếp tục cái giai đoạn của những giai đoạn trước. À, và bây giờ là tôi nói chung là theo giai đoạn, và sau đó là tôi nói về từng cái điều trị. Và tương ứng với mỗi một cái điều trị, tôi nói cái điều trị này có giá trị đến giai đoạn nào là nó hết, đúng không? Thì để mình biết thôi. À, thì điều đó chứng tỏ là ở giai đoạn đầu thì chúng ta thấy là điều trị căn nguyên và điều trị bệnh lý căn nguyên là nền tảng. À, ở giai đoạn này bệnh nhân chưa có suy, nhưng mà chúng ta cũng phải đánh giá kỹ lưỡng tốc độ suy, ước đoán. Cái ước đoán này quan trọng lắm. À, có em sẽ hỏi một câu mà không có ai hỏi hết, nhưng mà lần đó khi tôi dạy cái bài này có một em Y4 hỏi: cô ơi làm sao đoán được, mà cô lại đòi đoán chưa chắc đã đúng mà cô lại còn đòi ước đoán. Có nghĩa là em đứng ở một thời điểm mà em đoán là cái bệnh nhân này bao lâu sau nó sẽ bị suy thận. Đó là cái phần mà chúng ta sẽ phải làm. À, cái thứ ba là chúng ta sẽ đánh giá điều trị. À, giai đoạn 3 thì bắt đầu có biến chứng rồi thì phải điều trị biến chứng cộng với lại làm tất cả những việc trên. Giai đoạn 4 là phải làm được cái gì, biến chứng nó còn nặng thì phải điều trị biến chứng kèm theo chuẩn bị điều trị thay thế thận, và cuối cùng là chúng ta sẽ điều trị thay thế thận. Rồi chúng ta qua phần thứ nhất. Điều trị bệnh căn nguyên thì nếu mà theo KDIGO năm 2012 thì em sẽ rối lắm. À, vì thế cho nên tôi vẫn thích KDOQI 2000. À, có nghĩa là gì? Nếu mà KDIGO thì người ta sẽ chia ra là bệnh cầu thận, bệnh ống thận, bệnh mạch máu thận, bệnh nang thận và bệnh di truyền, ha, là người ta chia ra kiểu vậy á. Ha. Thì trong trường hợp đó thì đối với lại KDOQI của Mỹ năm 2002 thì người ta nói là chúng ta chỉ cần đối với bác sĩ mà cơ bản, các bác sĩ mà chuyên khoa một như thế này, chúng ta chỉ cần nhớ có hai cái rồi. Thì cần nhớ là bệnh thận này có do đái tháo đường hoặc không. Và tôi cũng nghĩ là anh chị cũng chỉ nhớ vậy thôi. Tại sao? Bệnh thận do đái tháo đường là một bệnh
mà tổn thương không chỉ là ở thận mà nó còn nhiều cái bệnh đồng thời ở nhiều cơ quan khác, là do nó là bệnh toàn thân và do vậy bệnh nhân này tử vong cao lắm. Biến chứng tim mạch cũng nhiều lắm. Mỗi lần chúng ta điều trị là phải kết hợp đa chuyên khoa chúng ta mới điều trị được. Còn cái thứ hai, bệnh thận không do đái tháo đường, khỏe rồi, khỏe rồi. Lúc đó chúng ta có thể biết được là tùy, và cái lúc này là bệnh thận không do đái tháo đường thì có thể đơn giản đi từ tăng huyết áp cho đến những cái bệnh mà chuyên về thận, ví dụ như các bệnh cầu thận, cái bệnh ống thận mô kẽ hay là cái bệnh đường tiết niệu, vân vân. Bây giờ tăng huyết áp thì người ta nói là tăng huyết áp cho đến những cái bài mà về tim mạch thì thầy sĩ, cô Hoa đều nói rất là nhiều. Tăng huyết áp là tăng nguy cơ suy thận mãn giai đoạn cuối, thì cái này chúng ta đã biết rồi. Thì kỳ rồi tôi có tham dự thì thấy bác sĩ sĩ cũng nói đến, tiến sĩ sĩ có nói đến cái nghiên cứu này. Đây là một cái nghiên cứu gộp của 9 cái nghiên cứu mà thường là tôi khuyên là các em nhớ cái nghiên cứu này, mặc dù những cái nghiên cứu sau cái số liệu nó lớn hơn nhưng mà thực sự là nó lại không có, nó không có thêm gì nữa, mà trong khi đó những cái nghiên cứu cũ này nó đã nói. Thì trong trường hợp cái này là do tác giả George Beckwith, là giáo sư chuyên về tăng huyết áp của Mỹ, và trong trường hợp đó là ông nói đến cái gì, ông nói rằng là đây là cái số lượng GFR mà chúng ta mất qua mỗi năm, một năm nó mất bao nhiêu, nó trừ đi bao nhiêu. Thì khi mà huyết áp tâm thu nó khoảng 160, 160 thì em gióng qua bên này thì mỗi năm nó mất 10. Nhớ chi tiết này nha. Cái 160 á, thì mỗi năm nó trừ đi 10 ml phút. Và đó là lý do là khi mà tôi hướng dẫn cho một cái bệnh nhân nào đó mà người ta thường xuyên huyết áp 160 mà không có triệu chứng. Họ nói tôi chỉ có triệu chứng nếu mà huyết áp tôi 180, và khi mà tôi chỉ cần xuống 160 á, là kể như là tôi khỏe rồi, tôi không có việc gì mà như bác sĩ nói mà xuống 140 hết. Thì lúc đó tôi phải đưa cái hình này ra, đưa cái hình này ra. Nếu mà cái người đó là thầy giáo dạy toán, thầy giáo dạy lý, họ hiểu liền à. Tôi mới nói rằng là nếu mà 160 thì nó mất 10, đây là nghiên cứu người ta thấy. Nhưng mà nếu mà 140 thì nó không khác gì với 160 về mặt lâm sàng, nhưng mà nó khác về vấn đề mất chức năng thận. Có nghĩa là thay vì mỗi năm tôi mất 6, 10 thì bây giờ mỗi năm chỉ mất 4 thôi. Và trong trường hợp đó nếu mà muốn thấp hơn nữa thì nó có thể đưa xuống dưới 130, 135, đúng không? Là chúng ta sẽ thấy hàng. Còn mất 1 thì không có ai muốn hết đó. Mất 1 là khó lòng làm lắm. Thì lúc đó chúng ta phải coi lại nó trở thành sinh lý rồi. Rồi còn cái thứ hai, và một cái điểm thứ hai nữa là người ta nhận thấy là cái việc đưa huyết áp về thấp đó, nó còn không những tùy thuộc vào cái giá trị của huyết áp tâm thu mà nó còn tùy thuộc vào cái protein trong nước tiểu. Người ta nhận thấy nếu mà protein trong nước tiểu mà lớn hơn 1 thì khi mà người ta mà càng đưa huyết áp xuống thì trong trường hợp này á, là cái nguy cơ mà bệnh nhân mà tử vong á, thì nó sẽ giảm. Mà nếu mà nguy cơ tử vong bệnh nhân sẽ giảm, nguy cơ này là nguy cơ double serum creatinine, nguy cơ tăng creatinine, thì nó sẽ giảm xuống, nhưng mà nó lại có recurve, tức là nếu mà chúng ta đưa huyết áp thấp quá đó, thì nó không đủ tưới máu thận, tại cái thận này bản chất nó đã sơ rồi, nó không có phải là cái thận nguyên bản cho em nữa. Vì thế cho nên nếu mà đưa huyết áp thấp quá thì nó gây ra một tình trạng ischemic là thiếu máu tạm thời ở thận, nên huyết áp nó sẽ tăng, nên trong trường hợp đó là creatinine nó sẽ tăng lên. Nhưng mà người ta đặc biệt là nếu mà cái nhóm mà bệnh nhân không có tiểu đạm hoặc là tiểu đạm bệnh nhân bé hơn 1 gram thì em có đưa xuống dưới nó cũng vậy à. Điều đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái việc mà em đưa huyết áp mà nó có về bình thường hay cái ngưỡng đó, nó không phải tùy thuộc vào con số huyết áp mà nó còn tùy thuộc vào thận nó đã bị tổn thương đến đâu rồi. Nó tổn thương đến đâu rồi. Nếu mà cầu thận tổn thương đến mức mà tiểu đạm mà nó càng nhiều á thì trong trường hợp đó em lại càng phải thô bạo hơn trong việc kiểm soát. Và do vậy á, nên em sẽ để ý, thường thì ra thi thì nếu có hỏi thì hỏi KDIGO thôi chứ không có dám hỏi thêm nữa, hỏi nhiều quá mấy em không có sức để mà học. Thì người ta em sẽ để ý á, là những cái huyết áp mục tiêu, huyết áp mục tiêu là nếu bệnh nhân mà có tiểu albumin, tức là tiểu có protein tiểu albumin thì huyết áp mục tiêu nó sẽ đưa thấp hơn, còn nếu không có thì người ta để hơi cao hơn một tí.
Hay nói cái khác á, là người ta sẽ vẫn phải ưu tiên hai cái thuốc này. Và vì á, ngay cả những cái textbook năm 2020 người ta chưa đề cập đến những cái nghiên cứu mà bây giờ là gọi là ví dụ như DAPA-CKD mà trong SGLT2 á, nên tôi không có đưa vào đây cho các em ha. Mà đây mình chỉ nói đến những cái hướng dẫn và những hướng dẫn guideline nó đã trong kinh điển, đó là một. Cái thứ hai là nó xuất hiện ở trong sách giáo khoa mà rất là bài bản, tức là Bible là tôi lấy của The Kidney á. Mà nếu mà trong trường hợp tôi thấy nó chưa có nói nhiều, tại vì sao? Tại vì những cái nghiên cứu mà của SGLT2 mà ở trên cái người bệnh thận nó chỉ mới công bố năm 2020 và năm 2021. Trong khi đó những cái cuốn sách này khi mà muốn publish vào năm 2020 họ đã phải bắt đầu viết từ năm 2016 rồi. Do vậy những cái nghiên cứu chúng ta sẽ phải chờ, có nghĩa là độ năm sau hoặc năm sau nữa khi bắt đầu xuất hiện thấy ở trong những cái textbook rồi tôi mới dám đưa SGLT2 vào. Rồi cái thứ hai là nếu mà bệnh nhân bị đái tháo đường thì chúng ta sẽ kiểm soát đường huyết ở mức là 7% thôi. Ở đây thì trong guideline mới người ta có thể cho đến 30, gần đây người ta cho đến 30 lận, nhưng mà KDIGO người ta chỉ cho đến 60, thì tôi cũng viết lại nguyên văn là 60. Rồi bây giờ có một cái thói quen của các bác sĩ, thói quen của các bác sĩ có nghĩa là khi bệnh nhân tăng huyết áp mình cho thuốc huyết áp, khi bệnh nhân đái tháo đường chúng ta cho thuốc đái tháo đường, bệnh nhân có bệnh cầu thận chúng ta cho thuốc ức chế miễn dịch, và chúng ta quên một điều là cái goal nó nằm ở đâu. Giống như là cầu thủ đi đá banh thì chúng ta chỉ cứ suốt ngày chúng ta chuyền 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 mà cuối cùng chúng ta không biết là chúng ta đá vào đâu hết, và bao lâu chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó, bao lâu chúng ta đạt được mục tiêu đó. Cái này nó có thể đạt được ngày trước ngày sau không hay là phải lâu dài. Thì trong trường hợp đó em sẽ thấy đái tháo đường thì em phải dựa vào HbA1c, em phải ổn định đường đường máu của bệnh nhân, có nghĩa là HbA1c bệnh nhân phải đạt được cái mục tiêu em đo có một cái điểm đó là 7%. Thì hướng dẫn gần đây người ta nói nếu mà bệnh nhân hay có những cơn hạ đường huyết hay là bệnh nhân lớn tuổi em có thể xét là cái này nó là 8%. Tôi hoàn toàn nhất trí với những cái đó, và những cái nghiên cứu nó quá là cái quá là cụ thể đi, những nghiên cứu advanced khi mà nó tăng cái tỷ lệ đưa HbA1c xuống nếu bệnh nhân suy thận là bắt đầu nó bị. Cái thứ hai là tăng huyết áp thì em phải cố gắng em đưa về cái mức này thôi ha, và đạm niệu thì em phải đưa về một cái goal nào đó ha. Thì ở đây người ta nói là cái tương quan giữa tiểu protein và tốc độ giảm thì đúng rồi, tức là chúng ta sẽ phải ngoài cái việc mà chúng ta làm giảm cái GFR thì có bao giờ chúng ta sẽ biết được rằng là bệnh nhân này sẽ rơi vào nhóm chức năng thận suy nhanh không? Thì một trong những cái chỉ tiêu người ta sẽ nói ở thời điểm mà chúng ta đánh giá bệnh nhân đó, ngoài GFR ra giai đoạn 1, 2, 3, 4, 5. Còn một cái chỉ dấu nữa đó là protein niệu. Protein niệu hồi nãy chúng ta nói đến albumin niệu, nó là một cái bằng chứng để cho biết bệnh nhân có tử vong không thôi. Tử vong do tim mạch tăng lên khi mà albumin niệu tăng. Chúng ta có bảng đủ thứ màu đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta có protein 24 giờ thì người ta lại nói một câu. Nếu em gặp một cái bệnh nhân mà protein niệu nó lớn hơn 3 gram thì nó không khác gì là cái người này là có huyết áp 150 160. Huyết áp tâm thủ. Có nghĩa là một cái người mà có tiểu đạm lớn hơn 3 gram thì họ cũng sẽ mất một năm trung bình là từ 8 đến 9 ml phút. Nếu mà 1 đến 3 gram thì mất 5 ml phút và bé hơn 1 gram thì nó mất 2. Đó là lý do mà người ta đưa ra một cái điểm cắt là em phải cố gắng làm sao bây giờ bệnh nhân đang hội chứng thận hư chữa đi để cho tiểu đạm nó bớt, tại vì nếu mà tiểu đạm nó kéo dài người ta đã tính là một bệnh nhân mà sơ chai cầu thận khu trú từng vùng. Tiểu đạm lớn hơn 10 gram thì chỉ có 5 năm thôi, nếu nó không có đáp ứng với bất cứ thuốc gì là kể như 5 năm sau là nó phải ghép thận đó. Nó chạy thận này. À, tức là mình đoán được ấy chứ. Ở thời điểm này mình đang đứng, mình đoán được chuyện gì nó sẽ xảy ra. Và bây giờ đó là chúng ta phải điều trị bệnh căn nguyên, và một trong những cái phần quan trọng là chúng ta phải làm sao làm cho bệnh căn nguyên đạt được mục tiêu kiểm soát được bệnh. Thì lúc đó chúng ta mới gọi là điều trị có hiệu quả. Thứ hai là điều trị những yếu tố để giảm độ lọc cầu thận cấp tính có thể hồi phục được. Cái này cực kỳ quan trọng mà rất dễ bị bỏ qua. Các em bị lừa hoài à?
À, tại vì bệnh nhân vô kề thiên 10 chẩn đoán suy thận mãn giai đoạn cuối, sau đó coi lại không phải. À, nó là suy thận cấp. Mà suy thận cấp nó nhiều dễ sợ lắm. À, sau này tôi cái tuần sau đó thì tôi sẽ giảng các em cái bài suy thận cấp, em mới thấy suy thận cấp nó quanh ta, à, nó quanh ta, nó ở mọi nơi. Vấn đề là chúng ta có biết cách để tìm nó không? Chúng ta đã dùng thước đo gì để phát hiện nó? Thì người ta nhận thấy suy thận, cái tác giả thời xưa này ông là giáo sư ở UCSF, ông nhận thấy là nếu mà bệnh nhân ngay cả đái tháo đường hoặc không đái tháo đường đều có nguy cơ mà bị tổn thương thận cấp ở giai đoạn đó, thì người ta vẫn gọi là suy thận cấp là cao hơn những cái người bình thường. Ví dụ như ở đây em sẽ có là ở giai đoạn này là giai đoạn 4 và đây giai đoạn 5. Và ở đây em nói là odd ratio, tức là xuất chân. Nếu mà độ người ta không suy thận thì nguy cơ nó là một, thì người ta vào giai đoạn 4 và giai đoạn 5 thì nó sẽ tăng lên gấp 25 lần, nhiều lắm, 25 lần, cái này 38 40 lần. Ở cái người không đái tháo đường, người đái tháo đường còn cao hơn nữa, có nghĩa người đái tháo đường dễ chết hơn, người đái tháo đường dễ bị chẩn đoán là tổn thương thận cấp hơn. Thì ở đây nó có hai ý, một là tăng theo giai đoạn, và ở giai đoạn 4 thì gấp 25 lần, là nhiều lắm anh à, nhiều lắm. Vì thế cho nên nếu mà bệnh nhân mà vào mà suy thận mà nặng á, thì em phải coi chừng đây nó là cấp trên nền mãn, nó có thể là cấp trên nền mãn thôi. Rồi bây giờ hỏi làm sao em chẩn đoán là suy thận cấp trên nền mãn, là tại sao người suy thận mãn lại bị bệnh thận mãn lại bị suy thận cấp? Thì người ta nói là đây là một cái đường giảm của creatinine. Cái người bệnh thận mãn nó sẽ sống 10 năm, 20 năm không sao cả. Đột ngột có một chuyện gì xảy ra thì độ lọc cầu thận nó xuống. Vì thế cho nên nếu em muốn chẩn đoán cấp hay mãn, cái này là theo năm nha. À, nếu em chẩn đoán cấp hay mãn thì em không dựa vào con số này. Tại vì con số này là nó giống với lại con số ở đây. À, hai con số này hoàn toàn giống nhau. Và cái mà chúng ta chỉ có thể phân biệt được nó dựa vào cái history phía trước thôi. Nó dựa vào history hoặc là nó dựa vào khả năng hồi phục. Và nếu mà mình đã nói nó là cuối rồi thì mình đâu có chữa cho nó hồi phục. Vì thế nên người ta nói mọi trường hợp creatinine tăng mà chúng ta không có creatinine trước đó, chúng ta bắt buộc phải coi đứng về mặt đạo đức nó là suy thận cấp hoặc tổn thương thận cấp. Và người ta thấy rằng là một khi nó vào tổn thương thận cấp rồi, ngay cả khi nó hồi phục, ngay cả khi hồi phục không bao giờ nó quay lại giá trị cũ. Cái chi tiết này cực kỳ quan trọng. Vì nó không quay lại giá trị cũ nên cái độ dốc của sau đó của nó sẽ tăng. Vì thế cho nên người ta nói một câu là cái gì? Không có nguyên nhân nào mà làm mất chức năng thận nhiều bằng cái tổn thương thận cấp. Tại vì không những là nó làm giảm, đúng không? Thay vì nó ở đường này, ở cái thời điểm này nó ở đường này, đúng không? Là GFR, nếu mà không có bị suy thận gì nó ở đây. Nhưng mà bây giờ nó đã drop xuống như đây. À, nhưng có cái nguy hiểm hơn nữa là nó thay đổi độ dốc. Nó thay đổi độ dốc của cái tốc độ diễn tiến, hay nói cách khác nó làm độ dốc này nó nhiều hơn. Và do vậy người ta nói là suy thận cấp là một trong những nguyên nhân làm mất chức năng thận nhiều nhất á. Và do vậy là chúng ta không được chẩn đoán lầm, bắt buộc phải loại trừ. Ví dụ mọi trường hợp giảm thể tích máu lưu thông, bệnh nhân vào vì suy tim, bệnh nhân vào vì dùng lợi tiểu, bệnh nhân vào vì tiêu chảy vân vân, hãy đi tìm thôi bên cạnh creatinine tăng này nó có cái gì khác nữa hay không. Tăng huyết áp, hạ huyết áp, gần đây đang sử dụng kháng sinh, hay là vừa mới chụp thuốc cảm quang, hay là có giãn đường tiết niệu, có nghĩa là chúng ta phải quét hết từ trước thận, tại thận, sau thận. Hay nói cái khác, muốn làm tốt một bác sĩ để điều trị bệnh thận mãn thì phải học thuộc luôn cả cái bài tổn thương thận cấp, và phải xử lý mọi trường hợp bệnh thận mãn trong vòng 48 đến 72 giờ đầu như là tổn thương thận cấp. Mà có quên bài tổn thương thận cấp, lật ra coi lại ha. Thì ở đây người ta sẽ nói đây là một trong những cái vấn đề mà người ta khảo sát nhiều nhất gần đây, mặc dù người ta thấy nhưng mà người ta không biết là mức độ nặng, sau này người ta thấy nó càng ngày nó càng nhiều. Và do vậy họ đưa ra những cái khuyến cáo, mà những cái khuyến cáo này người ta nói nếu mà ở các nước nghèo mà bị tổn thương thận cấp, nếu mà ở nước giàu á, thì bệnh thận mãn thường thường do tăng huyết áp do đái tháo đường, thì không nói đó là vì cái xứ nó giàu quá, vì thế cho nên
cái ảnh hưởng của cái môi trường nó, chế độ ăn, chế độ sinh hoạt vân vân, dẫn đến nói là không có nói. Nhưng ở các nước nghèo kìa, nghèo, dân số nghèo kìa, thì cái gì làm cho gia tăng cái bệnh thận mãn? Thì người ta nói một, đó là do phải theo dõi là tổn thương thận cấp. Nó còn nhiều hơn, nó còn nhiều hơn là thuốc men. Tại ở nước nghèo lại còn có cái màn là dùng thuốc lung tung. Ở nước ngoài nó cũng có dùng thuốc lung tung, mà nước mình thì hay dùng thuốc ví dụ như là thực phẩm chức năng bậy bạ gì đó, rồi nó cũng bị gây ha. Thì bây giờ ở đây người ta sẽ nói đây là một cái cấu trúc của ống thận. Cái ống thận là một cái ống mà có khả năng tái tạo, trong khi đó cầu thận thì không tái tạo nha, nhớ nha. Mạch máu không tái tạo, cầu thận không tái tạo, nhưng mà ống thận có khả năng tái tạo. Ống thận nếu mà là ống thận gần là tái tạo, nó mạnh kinh khủng, nhưng mà không phải là lúc nào nó cũng tái tạo hoàn toàn. Nó đòi những điều kiện. Ở đây em sẽ thấy lòng ống thận, cái này chắc chắn đó là ống thận gần rồi, là tại vì nó có bờ bàn chải rất là nhiều. Ở đây là ở lòng là khoang niệu. Ở xung quanh thì chúng ta thấy gì? Chúng ta sẽ thấy là những cái mao mạch quanh ống thận sẽ đưa dinh dưỡng đến để nuôi ống thận. Bình thường nó cũng có một cái quá trình mà luân hồi, hay là những quá trình già chết đi vân vân, giống như là sinh lý của bình thường. Nhưng mà nếu mà tổn thương thận cấp, có một cái vấn đề gì xảy ra ở ống thận, chuyện gì xảy ra, thì chúng ta sẽ thấy là các ống thận này nó sẽ bị bong tróc vỡ đi, đúng không? Nó bong tróc vỡ đi, nhưng mà không phải phần vùng nào nó cũng bị. Thường thường nó có những cái vùng nhạy cảm, ví dụ như là cái đoạn S3, tức là đoạn sát nút với vùng tủy thận của cái ống thận, của ống thận gần này, nó bị phá hủy. Và khi nó bị phá hủy thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Nó sẽ có hiện tượng là thoát những cái dịch từ trong này đi ra, rồi ngoài ra có hiện tượng xâm nhập của những cái tế bào khác nữa để đi vào đây để làm nhiệm vụ là cố gắng để làm lành lại cái vết thương ở cái vùng ống thận. Thì người ta nhận thấy là nếu mà cái sự và sau đó đó là từ những cái tế bào mà bình thường kế bên, nó sẽ dàn trải ra và sau đó nó thay thế dần những cái tế bào ống thận mà đã bị hư. Thì nếu mà trong trường hợp mà nó hồi phục, nó hồi phục thì trong trường hợp đó nó sẽ tái tạo lại được cái cấu trúc bình thường của ống thận. Nhưng đôi khi là nó không có hồi phục hoàn toàn, và chính vì sự không hồi phục hoàn toàn đó là do sự phá vỡ quá mức, hoặc là có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, tổn thương quá nhiều không chỉ ở cầu thận, ở ống thận mà còn thương ở hệ thống mạch máu nữa. Thì trong trường hợp đó đơn giản thôi, nó sẽ tìm cách bít luôn cái ống thận này. Tức là trong trường hợp đó nó không tạo ra được những cái tế bào nữa của ống thận, và trong trường hợp đó nó sẽ bít luôn cả lòng ống thận này, và nephron này trở nên nó không có hiệu quả nữa. Và như vậy người ta nhận thấy là nó có một sự tương tác giữa tổn thương thận cấp và cái suy thận mãn, và cả hai này nó tương tác với nhau để cuối cùng nó sẽ dẫn đến tổn thương thận cấp, dẫn đến suy thận mãn. Và một khi đã có tổn thương bệnh thận mãn rồi lại càng dễ bị tổn thương thận cấp, một khi nó diễn tiến nặng. Thì ở đây là những yếu tố nguy cơ, và hậu quả của nó là hậu quả là có thể lên đến tim mạch, có thể lên đến bệnh thận ha, và cuối cùng là lên đến tử vong. Thì đây là em sẽ coi ở trong cái bài tổn thương thận cấp, nhưng mà sẵn đây tôi sẽ nói luôn. Ở đây là người ta so sánh giữa hai nhóm, một nhóm là có thể không có bệnh thận hoặc là có bệnh thận nhưng mà chức năng thận hoàn toàn bình thường. Ở đây là một cái nhóm thứ hai là bệnh nhân mà đã có bệnh thận từ cũ rồi, có bệnh thận từ cũ rồi thì và có độ lọc cầu thận đã giảm rồi. Thì người ta thấy là một cái diễn tiến nó hoàn toàn khác nhau. Khi xưa chúng ta sẽ nói là ở bệnh nhân suy thận cấp, một khi độ lọc cầu thận nó giảm rồi thì sau đó nó sẽ Là hồi muốn phục. gì không Em nào mở micro tắt giùm tôi ạ. Nó sẽ hồi phục. Nhưng mà bệnh nhân nào mà nếu mà độ lọc cầu thận mà nó đã giảm rồi thì hiếm khi nào nó hồi phục lại như cũ, mà nó thấp hơn, nó thay đổi độ dốc, và đôi khi nó có một con đường này là nó mất vĩnh viễn chức năng thận ở trong có quá trình. Vì thế nên suy thận cấp, bệnh nhân có thể là lúc mà trước khi vào suy thận cấp độ lọc cầu thận bệnh nhân là 60 ml phút, nhưng mà chỉ cần một lần suy thận cấp nặng bệnh nhân có thể mất vĩnh viễn, và bệnh nhân mất 60 ml phút này chỉ trong vòng 1 tháng thôi, và sau đó là bệnh nhân sẽ vào chạy thận vĩnh viễn. Vì thế cho nên nhớ chi tiết đó ha. Và như vậy á, thì ở mọi bệnh nhân bệnh thận mãn em phải kiểm tra cái gì? Kiểm tra có huyết áp có được
tối ưu chưa, đường huyết ra sao, có suy tim không, có mất nước hay không, có đang dùng thuốc độc hay không. Và ở những bệnh nhân mà nó đã dễ bị vào cái tổn thương thận cấp gấp 25 lần người bình thường ha, tức là bệnh thận mãn giai đoạn 3 4 thì chúng ta phải dùng cẩn thận. Ha. Là một ức chế men chuyển ức chế tự thể, và trong hướng dẫn Kedoki và EDKI mà của tổn thương thận cấp, người ta nói một khi có chẩn đoán EDKI mà trước đó nó đang dùng ức chế men chuyển ức chế tự thể phải ngưng liền ngay tức khắc. Và bây giờ chúng tiếp theo là chúng ta làm chậm diễn tiến của bệnh thận mãn. À, tôi đã quá giờ rồi. Thôi, tạm thời là chúng ta sẽ ngưng bài này ở đây, và sau đó là chúng ta sẽ tiếp vào thứ tư. Chứ mà đến quá giờ rồi là cái đến lần sau mấy em làm em ngồi lâu cũng không được. Rồi về đến đây tôi tạm ngưng ở đây, và các em có thắc mắc gì không? Dạ thưa cô, em là bác sĩ Tiên. Dạ cho em xin thắc mắc về cái chương trình thi của mình được không ạ? Em thấy Thi giữa kỳ thì bác sĩ sĩ có nói với tôi, xin lỗi, cảm ơn em đã nói như vậy. Tại bác sĩ sĩ có dặn với tôi là nói với các em là bây giờ mình cứ học trước ha, và chưa thi giữa kỳ, chưa thi giữa kỳ ở tuần sau, cũng chưa thi giữa kỳ ở cuối tháng này, và ở cái thời điểm nào thi giữa kỳ á, thì là thư ký bộ môn sẽ báo trước cho các em 2 tuần để em thi giữa kỳ, hoặc là sau đó là em thi cuối kỳ, hiểu không? Thi giữa kỳ thì chủ yếu nó là câu hỏi nhỏ, nhưng mà tại vì bây giờ tình hình á, là các em chưa chưa có thể tập hợp các em được, vì thế cho nên tạm thời là đối với chứng chỉ thận này chúng ta sẽ chỉ có học thôi trong nguyên tuần này chúng ta học. Đúng ra là bộ môn là muốn sắp xếp á, cho các em á, là học luôn 2 tuần liên tục, nhưng mà tôi lại sợ là học luôn 2 tuần liên tục và các em sẽ bị gọi là quá tải, sẽ không có tiêu được hết toàn bộ các kiến thức. Vì thế cho nên tôi để cho các em 1 tuần nghỉ, và trong cái tuần nghỉ đó là các em sẽ coi lại thử xem các em có còn thắc mắc gì đối với cái vấn đề này này nữa hay không, và sau đó đến cái tuần thứ ba là chúng ta sẽ học, và ở trong cái tuần thứ hai á, tôi sẽ bắt đầu chuyển bài của cái tuần thứ ba, là tôi sẽ còn là cái bài bệnh cầu thận. Bệnh cầu thận và AKI. Mà trong bài bệnh cầu thận á, thì tôi chỉ có được có một buổi thôi. Một buổi á, là về tổn thương thận cấp. Mà trong khi đó bài bệnh cầu thận á, là tôi có những ba bài lận. Tức là một bài là tiếp cận một cái bệnh cầu thận chung. Cái thứ hai á, là bệnh thận đái tháo đường. Và cái thứ ba là viêm thận lupus. Tôi nghĩ là đó là những cái điểm cơ bản nhất mà em phải nắm. Mà trong khi đó là tôi chỉ có một buổi à, thì em sẽ biết là nó khó khăn như thế nào. Tiếp theo là cái bài AKI thì cũng nhiều kinh khủng, mà lại cũng có một buổi thôi. Và bao lâu nay rồi tôi không thể nào xin thêm tiếp được. Vì thế cho nên nó sẽ có 2 chuyện. Tức là vì chúng ta trải dài á, là chúng ta trong tuần này chúng ta có 3 buổi. Em có 3 bài, em hiểu không? Thì chúng ta có thể chấm dứt trong vòng 2 tiếng, nhưng mà đối với lại một là bệnh cầu thận, hai á, là tổn thương thận cấp, vào cái tuần thứ ba đó, thứ ba tuần này là tuần thứ nhất ha, tuần thứ hai các em được nghỉ ha, đến tuần thứ ba các em học đó, thì khả năng chúng ta phải kéo dài, khả năng chúng ta sẽ phải học 2,5 tiết cho đến 3 tiết thì mới kịp, chứ còn không thì không kịp. Còn nếu không thì tôi sẽ chuyển sai trước, và các em nghĩ rằng là có thể cắt được phần nào khỏi nói thì tôi sẽ cắt cái phần đó để cho chúng ta đỡ tốn thời gian. Rõ chưa? Dạ rõ ạ. Vậy thôi ha, bây giờ các em nghỉ. Cảm ơn các em. Cảm ơn cô. Dạ em cảm ơn cô, em chào cô ạ. À.